20 lần âm thú bạo động, cái kia chính là hạ giới 20 ngày tả hiếu, hắn nhất định phải tại cái này 20 ngày bên trong nghĩ ra trấn áp âm thú biện pháp, bằng không hắn liền muốn vĩnh viễn cùng viên này thần thụ làm bạn. Tiểu mãnh liệt, hắn quát khẽ, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, một cái tiểu thú hóa thành lưu quang bay ra, cuối cùng ngưng tụ thành hình đứng tại trên vai của hắn, tiểu thú nghi ngờ nhìn qua giang giật, truyền âm nói, đại mãnh liệt, gọi ta ra ngoài làm gì có ăn ngon sao. Ha ha, Giang giật cười khổ một tiếng nói, ta gặp được đại phiền toái, có rất nhiều quái thú muốn giết ta, ngươi có thể hay không giúp ta trấn áp những quái thú kia. Thôn thiên thú ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, nhìn mấy lần trên đất âm thú thi thể, lắc đầu nói, không được, ta không trấn áp được, những quái thú này quá mạnh, ta không phải là đối thủ của bọn họ, trừ phi ngươi tìm rất nhiều cường đại hỏa diễm, còn có kim lô thạch, hắc phố thạch, thiên kỳ tốn cho ta ăn. Chờ ta trưởng thành, liền có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn. Tốt à! Ngươi tiếp tục trở về ngủ đi. Giang giật cười khổ một tiếng, để thôn thiên thú trở về. Giờ phút này hắn đi cái nào làm nhiều như vậy kỳ bảo cho dù có thôn thiên thú cũng không có khả năng thời gian ngắn tiến hóa. Cái này tiểu thú mỗi lần ăn sau đều muốn ngủ sai tiêu hóa năng lượng, nước xa không cứu được lửa gần A. Thôn thiên thú không trông cậy được vào, giang giật chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn trầm ngâm sau nửa canh giờ, đem sự tình nghĩ thông suốt. Hạ giới 20 ngày thời gian, quá ngắn quá ngắn, đi cảm ngộ pháp tắc loại hình kia là người si nói mộng. Hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cảm ngộ thần âm thiên kỹ, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa thiên tuyển vận luật. Giống như thần âm thiên kỹ không thể tiến thêm một bước, hoặc là không cách nào cảm giác ngộ thiên tuyển vận luật, thần tiên cũng cứu không được hắn. Thần âm thiên kỹ có thể trấn áp âm thú, chỉ cần lại cường đại mấy phần, đoán chừng âm thú đều có thể trấn áp đến không động được. Hắn tại thần thụ dưới mặt đất nghĩ ngốc bao lâu tự ngốc bao lâu, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại tại cái này tốc độ tu luyện như hỏa tiến, chẳng khác gì là miễn phí tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện. Ai, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước sống sót rồi nói sau. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nhắm mắt bắt đầu tính tu thời gian quá ngắn, suy nghĩ biện pháp đem thần âm thiên kỹ tăng cường kia cơ hội xa vời. Giang giật chỉ có một lòng đi cảm giác ngộ thiên tuyển vận luật, chỉ cần cái này bản nguyên áo nghĩa cảm ngộ, thần âm thiên kỹ tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Trong đầu của hắn hiện ra thiên tuyền lưu động lúc, kia kỳ kì diệu tiết tấu cùng giai điệu, một bên tu luyện thiên lực, một bên tinh tế cảm ngộ. Hắn quên đi hết thảy, thậm chí đến đằng sau, lòng đất truyền đến một ngạt thanh âm hắn đều mặc kệ. Cứ việc thân thể co quắp không ngừng, linh hồn cũng như bị trọng kích, nhưng hắn ép buộc chính mình quên hết mọi thứ, yên lặng đi vào, thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Đáng tiếc, cái này thần thụ phía dưới thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, nhưng cảm ngộ tốc độ cũng không có nguyên thủy bí cảnh biến thái như vậy, không có bất kỳ cái gì tăng phúc sở dĩ giang giật thôi diễn tốc độ quá chậm quá chậm không có cái gì thôi diễn ra không có bất kỳ cái gì đầu mối mười canh giờ rất nhanh lại qua bầu trời hồng quang thoáng hiện lòng đất âm thú bạo động một vòng mới chém giết lại bắt đầu chanh chanh giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi tu luyện toàn lực phóng thích thần âm thiên ký lại thả ra mấy chục vạn kiếm sát tộc ngăn cản lần này âm thú tiến công lại nói chanh chanh tiếng đàn như gào thét như hồng thủy hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới xa xa kiếm sát tộc cùng âm thú khắp nơi tại khai chiến từng cái kiếm sát tộc bị âm thú lợi chảo phá tan thành từng mảnh từng cái âm thú cũng bị kiếm sát tộc chém thành thịt nát kiếm sát phương thế không thể đỡ một đường chém giết cao cấp âm thú tàn chi bay múa huyết dịch vẩy khắp đại địa mùi hôi thối xông vào mũi thần thụ phía dưới biến thành luyện ngục giang giật hết sức chăm chú đàn tấu cổ cầm sắc mặt của hắn yếu ớt không thể nghi ngờ đôi mắt nhắm lại trên thân sát khí tràn ngập tựa như một cái diện mục giữ tận tiểu dã thú, đối phía trước một đám thâm sơn mãnh thú gào thét. Hắn tâm thần toàn bộ yên lặng tại đàn bên trong, rất ít đi dò xét chiến đấu phía trước, chỉ là ngẫu nhiên xác nhận hạ chiến cục phải trang ổn định. Hắn một bên đàn tấu, trong đầu một bên đem tiếng đàn thôi diễn, nhìn xem có thể hay không thoải mái hơn đàn tấu, chế tạo ra càng kinh khủng hiệu quả. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đều không có đi chú ý đỉnh đầu cây đại thụ kia nhánh cây. Cũng không biết, tại hắn đàn tấu thời điểm, nhánh cây đang hơi lay động, mà lại lay động tiết tấu cùng thiên tuyển vận luật thế mà giống nhau như đúc, trên nhánh cây mang theo vài miếng linh đinh lá cây đồng dạng tại có chút lay động, tựa hồ cái này thần thụ nghe được gian giật tiếng đàn, hóa thành làm một cái vũ giả, bản năng bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Hơn phân nửa nén hương đi qua, Giang giật thần thức quét một lần phía trước chiến trường, xác định chiến của ổn định về sau, hắn đàn điều nhất chuyển, tiếng đàn bởi thì ra là cuồng bạo, gấp rút trở nên thư giãn nhu hòa mấy phần, bất quá chỉ là tiết tấu chậm mấy phần, tiếng đàn lại giống nhau âm vang hữu lực. Nếu như nói ban đầu tiếng đàn giống như là bão tố mưa như chút nước mà xuống, như ngập trời cự lãng liên tục không dứt đập bãi cát, thời khắc này tiếng đàn thì càng giống lạnh thấu xương trời đông giá rét bên trong u phong, mặc dù cũng không cuồng, lại có thể chui vào người tâm hoa tử bên trong, để cho người ta toàn thân băng hàn. Không đúng, làn điệu nhất chuyển về sau, giang giật thần thức hướng nơi xa quét tới, phát hiện âm thú bị ảnh hưởng yếu đi mấy phần, kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị rào sát. Hắn vội vàng biến ảo làn điệu, khôi phục ban đầu cuồng bạo cùng cấp tốc, hắn lông mày chăm chú nhân lại, liên tiếp biến ảo mấy lần làn điệu, kết quả hiệu quả đều không tốt, rõ ràng không có loại thứ nhất uy lực lớn như vậy. Phốc, tại hồng quang biến mất, âm thú như thủy triều rút đi lúc, giang giật rốt cuộc không chống nổi, cuồng phún một ngụm máu tươi, lại một lần nữa ngã xuống cổ cầm bên trên, tiếng đàn tại im bặt mà dừng, kiếm sát tộc nhanh chóng lui trở về. Phía trên một mực tại có chút lay động nhánh cây cùng kia vài miếng lá cây đình chỉ lay động, thần quang bắt đầu lưu chuyển, khắp nơi khôi phục yên tĩnh, chỉ có giang giật yếu ớt hơi thở âm thanh có tiết tấu vang lên. chương 1536, cây cỏ cứu mạng. Thời gian từ từ, giang giật một lòng lĩnh hội thần âm thiên kỹ cùng thiên tuyền nhịp đập, thẳng đến lóng lánh ánh sáng đỏ âm thú bạo động sau mới có thể bị bừng tỉnh. Các loại chờ đánh lui âm thú hắn chữa thương một lát sau sẽ lập tức bế quan, hắn quên đi thời gian, quên đi thân ở chỗ nào, quên đi nguy hiểm, một lòng yên lặng đi vào, hy vọng có thể tại kiếm sát tộc tiêu hao trước có chỗ tiến thêm thứ mấy đợt lại một lần đánh lui âm thú giang giật đổ vào cổ cầm bên trên dòng giã hai nén hương thời gian cuối cùng bị lòng đất trầm muộn thanh âm bừng tỉnh hắn mê mang mở to mắt nhìn một cái khắp nơi trên đất tàn thi khắp nơi mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng đắng chát hắn nghĩ đến một trận cũng không xác định đến cùng đi qua bao lâu chỉ có thể lấy ra thiên hàn châu thần thức quét đi vào đi qua bao lâu cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn còn có bao nhiêu kiếm sát tộc hắn còn có thể sống bao lâu. Thời gian dài như thế, hắn đối với bản nguyên áo nghĩa thiên tuyển rung động không có một tia cảm ngộ, không biết là hắn cảnh giới quá thấp, vẫn là tại cái này cảm ngộ tốc độ quá chậm. Cái này thần kỳ rung động, nhịp điều kỳ diệu bị hắn trong giấc mộng khắc họa, nhưng khắc họa không có nghĩa là hắn liền có thể lĩnh hội. Thứ này tựa như vô tự thiên thư, biết rõ là một bản kỳ thư, nhìn có thể ngộ đạo, vấn đề là giang giật không nhìn thấy bên trong chữ. Còn có hơn 200 vạn, Hắn nhìn lướt qua thiên hàn châu về sau, khóe miệng nụ cười càng thêm đắng chát, đã tiêu hao gần 800 vạn kiếm sát tộc, hơn 200 vạn nhiều nhất có thể chống đỡ 5-6 đợt âm thú bạo động nói một cách khác tiếp qua 5-60 canh giờ, hắn liền muốn ợ ra giám. Ai, hắn khe khẽ thở dài, toàn thân đều có một loại cảm giác bất lực, cũng không phải là hắn không đủ cố gắng, không đủ liều mạng. Thật sự là địch nhân quá quá mạnh, thiên hàn quân chủ nói hắn có 60% chắc chắn sống sót, thật đúng là xem trọng hắn. Um, hắn đem trên đầu gối cổ cầm hướng bên cạnh ném một cái, sau đó ngửa đầu ngã xuống, hắn quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi, cũng không phải là thân thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi. Nằm ngửa trên đất, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giống như có thể nói hắn thật muốn cứ như vậy ngủ thật say, không còn tỉnh lại. Đối với người kỳ nhạc vô tận, cùng thiên đấu kỳ nhạc vô tận, kỳ thật đây đều là nói nhảm, ai thật rảnh đến nhất cả trứng không có việc gì mỗi ngày đi đấu có thể an nhàn trải qua tháng ngày, Ai không muốn hảo hảo sinh hoạt nếu có thể hạnh phúc an khang, ai lại nguyện ý điên phổi lưu ly. Đông, thiên công không tốt, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, ngực của hắn như bị đâm một đao, mặc dù đã chết lặng, nhưng hắn vẫn là thống khổ mở to mắt, nhe răng tuét miệng há mồm thở dốc. Bởi vì hắn là nằm, sở dĩ ánh mắt tự nhiên là nhìn phía đỉnh đầu nhánh cây cùng kia vài miếng tàn mát ra nhu hòa quang mang lá cây. Nhánh cây rất tráng kiện, rất dài, uốn lượn uốn lượn dọc theo đi, cảm giác tựa như từng đầu mãng xà, trên nhánh cây này cũng có nhàn nhạt thần quang lưu truyền, tản mát ra nhu hòa quang mang, kia vài miếng hình bầu dục lá cây càng là thần quang dạng dỡ, tựa như mấy cái dạ minh châu. Cái này thần thụ giang giật trước đó dò xét qua một lần, cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ. Bởi vì không cách nào tới gần sở dĩ hắn cũng không thể đi cẩn thận nghiên cứu, đằng sau một lòng nghĩ bản nguyên áo nghĩa liền không có đi phản ứng. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm nhánh cây cùng lá cây nhìn một hồi, nội tâm không hiểu có một loại xúc động. Tựa hồ, nhánh cây này cùng trong lá cây ẩn chứa một loại nào đó huyền bí áo nghĩa, thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được, giang giật chính mình cũng không rõ ràng, nhưng chính là cảm giác huyền bí, cảm giác ảo diệu, trong cảm giác ẩn chứa thiên địa chi lý. Một viên có thể tại khủng bố như thế địa phương sinh trưởng đại thụ, một viên không biết tồn tại bao nhiêu năm đại thụ, một viên có được quỷ dị lưu quang, có được kỳ dị trọng lực, còn có thể khắc chế ma chướng đại thụ, bản thân cái này tự chứng minh cái này đại thụ bất phàm, đại thụ bên trong có thể ẩn chứa một chút áo nghĩa, một chút thiên địa trí lý cái này phi thường bình thường. Giang giật nhìn một hồi tiểu thu hồi ánh mắt, đại thụ bên trong ẩn chứa lấy cường đại áo nghĩa, vấn đề hắn không cách nào cảm ngộ a à, cũng không có thời gian cảm ngộ. Nguyên thủy bí cảnh đạo thiên bí cảnh bên trong bất luận một cái nào đồ vật đều ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa, nhưng hắn đồng dạng không cách nào cảm ngộ, tựa như thiên tuyền rung động, cho dù hắn đã khắc sâu tại trong đầu, nhưng còn không phải không thể cảm ngộ sao? Thời gian không nhiều hắn không có đi lãng phí cơ hội, nghỉ ngơi một hồi hắn ngồi xếp bằng tiếp tục tham mộ thiên tuyển rung động, hắn không phải dễ dàng buông thang người, không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt sẽ không chịu thua. Qua một đoạn thời gian, bầu trời một áng đỏ lấp lóe, bốn phía âm phong bắt đầu kêu khóc, tựa như huyết vũ rơi xuống, gió tanh phiêu khởi, âm thú lại một lần nữa bắt đầu bạo động, cái này luyện ngục bí cảnh bên trong âm thú tựa hồ vô cùng vô tận giết không hết, luyện ngục bí cảnh cũng danh phù kỳ thực, cùng luyện ngục không có khác nhau. Giang giật mở to mắt, đem cổ cầm gác ở trên đùi, hai tay động kinh phất động, từng đạo như sóng biển đập ở trên vách núi thanh âm vang lên, nơi xa điên cuồng đánh tới chớp nhoáng âm thú tốc độ lập tức chậm lại. Kiếm sát phương, xuất khích, các loại chờ âm thú tới gần về sau, giang giật trầm hống, cái này kiếm sát phương có thể chia ra kiếm sát tộc, nhưng phân liệt tốc độ quá chậm, nó tại kiếm sát bí cảnh chờ đợi vạn năm mới phân liệt ra một tỷ kiếm sát tộc, ngắn như vậy thời gian coi như phân liệt cũng chỉ có thể chia ra mấy trăm. Có lẽ là trước đó không ngừng lĩnh hội, để giang giật có chút mệt mỏi, có lẽ là âm thú nhiều lần tiến công để hắn hơi choáng. Lần này đàn tấu hắn không có suy nghĩ làm sao để thần âm thiên kỹ mạnh lên, cũng không có suy nghĩ bản nguyên áo nghĩa, trong đầu của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, bản năng máy móc đàn tấu, đối với phía trước kiếm sát tộc cùng âm thú công kích hoàn toàn không thèm để ý. Chính vì hắn loại này không thèm để ý, hắn rốt cục phát hiện trên đỉnh đầu nhánh cây cùng lá cây dị động. Tại hắn đàn tấu thời điểm, phía trên nhánh cây cùng lá cây sẽ cùng theo có tiết tấu lay động, tự nhiên là hội phát ra một chút thanh âm rất nhỏ. Ừ, Giang giật cảm nhận được một số không giống bình thường thanh âm, mờ mịt mở to mắt bốn phía quét qua, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn sau hắn trong đôi mắt vẻ mờ mịt càng đậm, nhánh cây này cùng lá cây vì sao muốn lay động a à chẳng lẽ lại là đang nhìn hắn chê cười không thành. Không đúng, hắn mê mang đôi mắt đột nhiên quang mang vạn trược, sắc mặt trở nên trang nghiêm, hắn phát hiện vấn đề, nhánh cây này cùng lá cây lay động lúc tiết tấu cùng thiên tuyển rung động giống nhau như đúc cái này thần thụ tại sao lại lay động vì sao lay động thiết tấu cùng thiên tuyển rung động đồng dạng nhánh cây lá cây lay động ẩn chứa dạng gì bí mật kinh thiên là đại thụ thật thành tinh hay là hắn tiếng đàn đưa tới thần thụ cộng minh giang giật không biết giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều không bằng hắn nội tâm mơ hồ giấy lên một tia hy vọng có lẽ cái này thần thụ quỷ dị hành vi có thể vì hắn mở ra một cái cửa sổ mái nhà có thể làm cho hắn sống sót ý nghĩ này phi thường không hiểu thấu có thể cũng là giang giật như một cái ngâm nước người thấy cái gì đều cảm giác giống như là cây cỏ cứu mạng. Hắn giờ phút này bởi vì điên cuồng đàn tấu không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ đợi âm thú thối lui lại nói. Thời gian một nén nhang đi qua rất nhanh, âm thú nhanh chóng thối lui, kiếm sát tộc trở về, giang giật lần nữa bổ nhào vào tại cổ cầm bên trên. Lần này hắn vẻn vẹn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, lập tức bò lên, nhẹ nhàng ba động dây đàn, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu thần thụ nhánh cây. Quả nhiên, tại tiếng đàn vang lên về sau, nhánh cây bắt đầu có chút lay động, kia vài miếng lá cây cũng có chút lay động, cùng hắn đàn tấu tiết tấu giống nhau như đúc, tựa hồ cái này thần thụ nghe tiếng liền có thể nhảy múa. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang giật đôi mắt sáng như tinh thần, giờ khác này nội tâm của hắn vô cùng khẳng định, cái này thần thụ dị thường liền là hắn cây cỏ cứu mạng. chương 1537, lá dụng phiêu linh. Len keng, len keng đông, Giang giật không ngừng nếm thử các loại làn điệu, nhưng bất luận cái gì làn điệu, chỉ cần bên trong ẩn chứa thiên tuyền rung động phía trên lá cây cùng nhánh cây liền sẽ có tiết tấu lay động như hắn chỉ là dùng thần âm thiên kỹ diễn tấu hoặc là tùy ý đánh đàn lúc cây này diệp cùng nhánh cây liền bất động cái này thần thụ sở dĩ lay động là bởi vì thiên tuyền rung động a giang giật cho ra một cái kết luận thần thụ hẳn là bị bản nguyên áo nghĩa tiếp xúc động bị thiên tuyền rung động khơi dậy cộng minh mới có thể lay động lên thần thụ đến cùng thành tinh không có tại sao lại đi theo thiên tuyển rung động lay động điểm ấy giang giật tựu không được biết rồi hắn tiếp tục đàn tấu muốn từ thần thụ lai động bên trong tìm tới một tia thời cơ một tia để cho mình cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa thời cơ một tia để cho mình sống tiếp thời cơ hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái để hai tay tiếp tục đàn tấu tâm thần lại khóa chặt phía trên nhánh cây cùng lá cây cẩn thận đi cảm mộ đi tóm lấy cái này cọng cỏ cứu mạng một canh giờ ba canh giờ sáu canh giờ giang giật biến ảo không biết bao nhiêu loại làn điệu thử không biết bao nhiêu loại thủ pháp tâm thần một mực yên lặng ở phía trên nhánh cây trong lá cây, muốn tìm đến một tia thời cơ, nhưng cuối cùng hắn lại không thu hoạch được gì. Cái này cây cỏ cứu mạng tựa hồ chỉ là trong đầu của hắn hy vọng xa vời, chỉ là huyễn tượng. Nhánh cây kia cùng lá cây ngoại trừ tại thiên tuyển rung động kích thích dưới có quy luật lay động bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Hắn cảm giác theo miệng hổ bôn tẩu ra, bò lên trên trên một cây đại thụ, cuối cùng lại phát hiện cái này đại thụ là một đầu mãng xà, hắn vẫn như cũ sống không được không bắn, hai tay của hắn đẩy cổ cầm, mở mắt, lần nữa ngửa đầu ngã trên mặt đất, nhìn qua phía trên thần quang lưu chuyển nhánh cây, nhìn qua thần quang dạng dỡ kia vài miếng lá cây, hắn không hiểu có chút bực bội. Tựa hồ cảm giác nhánh cây này cùng lá cây hợp thành một khuôn mặt người, người này trên mặt nhưng đều là đùa cợt cùng mỉa mai. Hưu, trong tay hắn xuất hiện một cái binh khí, thiên lực vận chuyển đối phía trên một mảnh lá cây vào tới, nghĩ đến đánh xuống một mảnh lá cây nhìn xem, khoảng cách gần nghiên cứu thoáng cái. Ai nghĩ đến hắn toàn lực xuất thủ, binh khí kia bắn trúng một mảnh lá cây, lại phát ra bang bang thanh âm, lá cây đều không có một tia ba động, binh khí bắn ngược mà quay về, chui vào bên cạnh hắn dưới mặt đất, tả hữu lay động không ngừng. Tà môn, sang giật lấy ra hỏa long kiếm, đột nhiên hướng lên trên uổng phí bắn ra một đạo kiếm khí, một đạo hồng quang hiện lên, cuối cùng đồng dạng như đánh vào trong biển rộng, căn bản không có nửa điểm động tính, lá cây cùng nhánh cây đều không có lay động một tia. Kiếm sát phương, đi chặt một đoạn dưới nhánh cây đến. Giang giật trước kia không dám đi loạn động viên này thần thụ, sợ ra nửa điểm vấn đề. giờ phút này lại biệt xuất hỏa khí, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, coi như cái này thần thụ xảy ra vấn đề cũng không quan trọng. kiếm sát vương đối với giang giật mệnh lệnh là không có nửa điểm hoài nghi, nó hai chân chừng một cái, thân thể đột nhiên hướng lên trên uổng phí vào tới, cường đại trọng lực để nó tốc độ trở nên chậm rất nhiều nhưng nhảy lên một hai ngàn trượng ngược lại là không có vấn đề, kề nhánh cây sau nó quơ như kiếm cánh tay đối một đoạn nhánh cây hung hăng đánh xuống. Chanh chanh, lại là một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, nhánh cây không chỉ có không có bị chặt đứt, ngược lại đồng giảng không có một tia ba động, kiếm sát vương cũng bởi vì cường đại phản lực đập ầm ầm rơi xuống, nửa người đập xuống vào đất đá bên trong. Thần thụ quả nhiên là thần thụ, giang giật từ bỏ, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể kinh ngạc nằm ngẩn người ánh mắt nhìn qua phía trên nhánh cây cùng lá cây cứ như vậy lẳng lặng nằm cái này một nằm liền là mấy canh giờ mặc dù ma chướng ảnh hưởng rất yếu nhưng giang giật chính mình bản năng có chút tiêu trầm hắn không phải thánh nhân hắn cũng có cảm xúc bầu trời lóng lánh ánh sáng đỏ nơi xa âm thú lại bắt đầu bạo động giang giật chỉ có đứng lên tiếp tục khống chế kiếm sát tộc chiến đấu tiếng đàn vang lên phía trên nhánh cây cùng lá cây lần nữa bắt đầu có chút lay động tựa như một thiếu nữ tại hát hay múa giỏi Giang giật liếc mấy cái răng trực dương dương, tựa hồ cái này thần thụ tại cười trên nỗi đau của người khác, đang nhìn hắn chê cười. Hắn dưới cơn nóng giận, tiếng đàn trở nên rồn dập lên, tiết tấu cũng bắt đầu kéo nhanh, đã thần thụ như vậy thích lay động, vậy liền để nó lắc đủ. Hai tay của hắn như bị kinh phong phất động, nhanh đến mức đều thấy không rõ, tiếng đàn càng phát cuồng bạo, càng phát gấp rút, xa xa cấp thấp âm thú bị chân áp đến độ kém chút không động được, phía trên nhánh cây cùng lá gây kịch liệt lay động không dừng lại. Thời gian một nén nhang đi qua rất nhanh, hồng quang biến mất âm thú thối lui, nhưng giang giật vẫn còn không có dừng lại đàn tấu. Hắn tựa như một cái hờn dỗi hài tử, cùng thần thụ so sánh lên sức lực, cái này thần thụ để hắn thấy được hy vọng, nhưng lại để hắn tuyệt vọng, cái này khiến nội tâm của hắn có chút oán khí, giờ phút này triệt để phát tiết ra ngoài. Bang bang, trong cơn giận dữ, từng đạo sát khí cùng tức giận theo tiếng đàn bên trong truyền ra, như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Bất quá phụ cận không có nửa cái âm thú, sở dĩ tiếng đàn này là trứng trắng. Bất qua phía trên nhánh cây cùng lá cây lại là lay động càng phát kịch liệt, giống như một viên cây nhỏ bị người kịch liệt lay động, cả viên đại thụ bao quát ở giữa thân cây cũng bắt đầu đung đưa. Băng, một đạo trầm muộn nổ vang, nương theo lấy giang giật trong miệng tiên huyết cuồng phún, cổ xưa cầm cầm dây cung đứt gãy, sau đó nổ thành bột mịn. Cũng như tại Thánh Linh Sơn hạ đấu pháp trên đài, giang giật điên dại đàn tấu, bảo đàn không chịu nổi bạo liệt lần này giang giật quá điên cuồng giống như lần trước trực tiếp ngã xuống đất hôn mê mà đúng lúc này chuyện quỷ dị phát sinh thần thụ đình chỉ lay động nhánh cây không còn lay động nhưng phía trên một mảnh lá cây không biết là bởi vì lay động quá kịch liệt vẫn là duyên cớ gì thế mà thoát ly nhánh cây bay xuống xuống tới như như là lông ngỗng nhẹ bay trên không trung phiêu diêu thoáng cái cuối cùng rơi vào giang giật bên mặt bên trên giang giật đã hôn mê tự nhiên không biết cây diệp lạc dưới cây kia diệp phía trên thần quang cũng đã biến mất biến thành một mảnh phổ thông lá rụng, lẳng lặng dán tại giang giật trên mặt. Mấy canh giờ sau, giang giật u u tỉnh lại, hắn là bị lòng đất truyền đến một ngạt thanh âm đánh thức. Toàn thân hắn bởi vì thống khổ co rúm, sắc mặt biến đến dữ tợn, hắn rất nhanh phát hiện dị thường, cảm ứng được trên mặt kia phiến lá cây. A, à, hắn mơ hồ mở to mắt, đều quên linh hồn bên trong truyền đến trận trận đau đớn, hắn chật vật duỗi ra một cái tay ở trên mặt bắt được mấy lần, đem kia phiến lá cây chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó có tiến đến trước mắt cẩn thận nhìn mấy lần. Cái này, đôi mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lập tức ánh mắt của hắn hướng thần thụ phía trên nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía trên trên cành cây thiếu một phiến lá cây. Làm sao có thể, mặc dù giang giật toàn thân đều suy yếu vô cùng, linh hồn cùng trong thân thể còn truyền đến trận trận đau đớn cảm giác, nhưng giờ khác này hắn lập tức giấy ruộng ngồi dậy, xem xét cẩn thận lên miếng lá cây này. Cây này Diệp hắn toàn lực công kích đều không thể dung chuyển một phần, kiếm sát phương toàn lực đi đánh chặt, nhánh cây không có một tia lắc lư, cây này Diệp thế mà rơi xuống một mảnh đây chính là thần thụ lá cây A. Ông, hắn quan sát mấy lần, trong tay thiên lực vần quanh, chuẩn bị luyện hóa cây này Diệp. Mà cây này Diệp bị thiên lực quán chú về sau, lại sáng lên quang mang chói mắt, làm người ta mắt mở không ra. chương 1538, sát lục chân ý tiến dai. Ngoài ý muốn đạt được một mảnh thần thụ Diệp, để giang giật tĩnh mịch nội tâm lại còn sống tới, cái này thần thụ diệp mới là thật cây cỏ cứu mạng. Một viên cao lớn như thánh linh sơn cổ thụ, một viên không biết tồn tại bao nhiêu năm, tại địa giới đệ nhất hiểm ác bí cảnh bên trong an nhàn còn sống thần thụ, mà lại cây này thời thời khắc khắc đều đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể áp chế ma chướng, cây này thần kỳ không cần nhiều lời, trên cây chỉ có vài miếng lá cây tuyệt đối là bảo vật. Tại giang giật thiên lực bao phủ lá cây về sau, hắn cảm thấy cây này diệp bất phàm, trên lá cây thần quang rạng rỡ làm người ta không dám trói mắt quang mang kia bao phủ tại giang giật trên thân thương thế trên người hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng tựa hồ cái này thần quang là thiên địa bên trong tốt nhất thánh dược chữa thương có thể chữa trị một chút thương thế thật thần kỳ cảm thụ được thân thể nhanh chóng khôi phục giang giật âm thầm ngạc nhiên cái này thần thụ diệp còn có như thế cường đại chữa thương công năng cái này chữa thương tốc độ mặc dù so vạn giới đấu pháp bên trong hạc luyện quang minh pháp tác yếu một ít nhưng cũng rất nghịch thiên Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, Giang giật lại cảm giác khôi phục trạng thái đỉnh phong, không chỉ là thân thể, linh hồn bên trong cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Tốt, hắn ngồi xếp bằng, cẩn thận quan sát cây này diệp, thần tình kia tựa như nhìn xem chính mình mối tình đầu tình nhân cực nóng. Nhìn ra ngoài một hồi hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng thần thụ diệp, muốn nhìn một chút cái này lá cây bên trong phải trang ẩn chứa cường đại thần thông, hoặc là trí cao thiên địa pháp tắc. Nhưng mà, Giang giật kỹ càng dò xét dòng rã nửa canh giờ, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ huyền diệu. Cây này diệp ngoại trừ thiên lực quán chú sẽ phát sinh một đạo lóe sáng quang mang bên ngoài, địa phương còn lại cũng không có đặc thù địa phương. Hắn mở to mắt có chút không cam tâm, giống như cái này thần thụ diệp vẻn vẹn chỉ có chữa thương năng lực, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Một khi kiếm sát tộc toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hắn chỉ có thể mình trần ra trận, thần thụ diệp chữa thương năng lực rất mạnh, nhưng hắn thân thể đều bị âm thú xé rách, Thần thụ diệp tổng không thể trong nháy mắt giúp hắn chữa trị thân thể a à. hắn phồng lên con mắt bắt đầu quan sát thần thụ diệp bên trên mạch lạc quan sát thần thụ diệp bên trên mỗi một chỗ địa phương ý đồ ở phía trên tìm ra một tia khác biệt ý đồ ở bên trong tìm một tia thời cơ một tia hy vọng sau nửa canh giờ ánh mắt hắn đều có chút đau nhức vẫn như cũng không thu hoạch được gì hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại nghỉ ngơi một lát Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, một cái tay nhẹ nhàng nắm lấy thần thụ diệp, không đa nghi nghĩ nhưng không có tại thần thụ diệp bên trên, mà là một lòng đi cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Đây là hắn sau cùng hy vọng, giống như hắn lúc tu luyện, thần thụ diệp còn không có nửa điểm dị biến, cái này lá cây tựu căn bản không có quá tác dụng lớn chỗ, hoặc là nói cứu không được hắn. Không đúng, nhập định một hồi, linh hồn hắn đột nhiên run lên, hắn rốt cục lần nữa phát hiện thần thụ diệp một cái nghịch thiên năng lực. Hắn tại lĩnh hội thời điểm cảm giác não hải chuyển động đến thật nhanh, bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ như tên lửa, cũng cảm giác. Giờ phút này hắn tại đạo thiên bí cảnh bên trong tu luyện. Tốt, mặc dù thời gian không nhiều lắm, hắn thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc cũng không nhiều, nhưng thần thụ diệp loại này nghịch thiên năng lực vẫn là để giang giật tinh thần đại chấn. Tại đạo thiên bí cảnh bên trong cảm ngộ tốc độ quá nhanh quá nhanh, so bên ngoài ít nhất nhanh nghìn lần, tay cầm thần thụ diệp cảm ngộ không sai biệt lắm có thể so sánh bình thường nhanh nghìn lần, nói cách khác giang giật tu luyện một canh giờ liền có thể so một nghìn cái canh giờ hắn không dám lãng phí thời gian cũng không dám tiếp tục đi tìm tòi thần thụ diệp bên trong ẩn chứa còn lại năng lực toàn tâm toàn ý yên lặng đi vào bắt đầu cảm ngộ thần âm pháp tác cùng thiên tuyền rung động tại hắn nhập định lúc tu luyện trong tay hắn thần thụ diệp quang mang lóe lên lóe lên đem hắn thân thể chiếu dọi đến một sáng một tối rất là thần kỳ tay cầm thần thụ diệp lính hội tốc độ quá nhanh quá sung sướng cho dù đối với thiên tuyển rung động vẫn là không có bất luận cái gì cảm mộ, đối với thần âm pháp tắc cũng không có quá tiến nhanh bộ, nhưng vẫn là có thể làm cho giang giật vô cùng phấn chấn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 10 canh giờ rất nhanh lại qua, hồng quang thoáng hiện, âm thú bạo động. Giang giật dừng lại tu luyện, đối địch ninh chiến, hắn đem thần thụ diệp ngầm tại trong miệng, không muốn mạng điên cuồng đàn tấu, bằng nhanh nhất tốc độ đàn tấu, dù sao thần thụ diệp có thể giúp hắn chữa thương cùng khôi phục tinh lực, chỉ cần không hôn mê đi liền tốt. Lần này hắn toàn lực xuất thủ, âm thú bị chấn áp đến không còn cách nào khác, sau một nén nhang âm thú thối lui, mà lần này Giang giật vẻn vẹn bị hủy diệt 10 vạn kiếm sát tộc, trước kia mỗi lần đều muốn hủy đi vượt qua 40 vạn kiếm sát tộc. Tốt, các loại chờ âm thú thối lui, dùng thiên lực vần quanh thần thụ diệp thân thể khôi phục nhanh chóng về sau, tinh thần hắn lần nữa chấn động. Hắn thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, chỉ còn lại hơn 100 vạn, nếu là lúc trước nhiều nhất 3 lần công kích liền muốn vô binh có thể dùng, lại có thể ngăn cản ít nhất 10 lần, hắn còn có thể kiên trì hơn 100 canh giờ. Cái này hơn 100 canh giờ không nhiều, nhưng cầm trong tay thần thụ diệp tu luyện nhưng so sánh đạo thiên bí cảnh, hắn chưa hẳn lại không thể có rõ ràng cảm ngộ cùng đột phá. Các loại trợ thương thế hoàn toàn khỏi rồi, hắn lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, tiếp tục cảm giác ngộ thiên tuyển vận luật, nắm chắc mỗi một hơi thở thời gian, giờ khắc này đầu óc hắn cũng biến thành phá lệ rõ ràng, phá lệ linh động, toàn thân đều tinh thần phấn chấn, trạng thái quá tốt rồi. Mặc dù như thế, thiên tuyền rung động đồng dạng huyền diệu vô cùng, giang giật dòng giã tìm hiểu hạ giới năm sáu ngày thời gian đồng dạng vẫn là bất luận cái gì thu hoạch. Âm thú lại bạo động năm sáu lần, mặc dù mỗi lần tiêu hao 10 vạn kiếm sát tộc, vấn đề hắn thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc quá ít quá ít, chỉ còn lại không tới 50 vạn. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, giang giật triệt để đoạn mất đối thiên tuyền vận luật cảm ngộ ý nghĩ, thứ này không phải thiên phú và thời gian liền có thể cảm ngộ, giống như bản nguyên áo nghĩa tùy ý có thể cảm ngộ, cái này địa giới phong vương cấp cường giả đã sớm đầy đất chạy. Địa giới có bao nhiêu giới diện phong hào chiến thần có bao nhiêu phong vương cấp cường giả lại có bao nhiêu. Không cách nào cảm giác ngộ thiên tuyền rung động, kia chỉ có một đầu cuối cùng đường, nghĩ biện pháp tăng lên thần âm thiên kỹ uy lực. Giang giật ngược lại là không hề từ bỏ, tinh thần hắn trạng thái tùy thời có thể đạt tới tốt nhất. Tại như thế trạng thái tinh thần hạ như thế nào lại uể oải hội tinh thần xa suốt hắn tĩnh tâm ngồi xếp bằng, lần này không có đi lĩnh hội mà là cầm trong tay thần thụ diệp khai bắt đầu hồi tưởng chính mình tất cả thần thông trước kia sở hữu đi ngang qua đất kỳ dị được chứng kiến thần kỳ cảnh hiện nhìn xem có thể hay không có một tia xúc động để thần âm pháp tắc tăng cường đúng rồi sau nửa canh giờ giang giật cả người đều kịch liệt chấn động hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu hắn từng tại thiên tinh đại lục cảm mộ một loại rất đặc biệt thần thông sát lục chân ý đằng sau sát lục chân ý cùng thần âm thiên kỹ dung hợp dẫn đến thần âm thiên kỹ huy lực tăng cường thần âm thiên kỹ không cách nào mạnh lên hắn có thể nghĩ biện pháp để sát lục chân ý tiến hóa mà lại hắn có rất lớn nắm chắc để sát lục chân ý tiến dai. bởi vì kiếm sát vương có một loại kinh khủng sát khí cái này sát khí có chút cùng loại sát lục chân ý nhưng so sát lục chân ý mạnh không biết bao nhiêu lần giống như hắn có thể đem sát lục chân ý huy lực tăng lên tới sát khí cái này cấp bậc lại dung hợp vào thần âm pháp tắc Uy lực hẳn là sẽ rất dọa người, chân áp âm thú tuyệt đối không có vấn đề. Chương 1539, yêu diễm nữ nhân mặt. Ông, dưới cây thần giang giật một tay cầm thần thụ diệp, một tay cầm Hỏa Long kiếm, thần thụ diệp quang mang một sáng một tối, Hỏa Long kiếm cũng tương tự quang mang một sáng một tối, khác biệt chính là Hỏa Long kiếm bên trong hội thỉnh thoảng tràn ngập ra từng đạo hồng quang, kia là kiếm sát phương cùng Hỏa Long kiếm dung hợp sau xuất hiện sát khí. Sát khí bao phủ, giang giật cũng sẽ không có ảnh hưởng bởi vì kiếm sát phương cùng hắn có tinh thần liên hệ là hỏa long kiếm một phần bất quá giang giật giờ khắc này ở thiên nhân hợp nhất trong trạng thái hắn có thể dung hợp vào phụ cận phương thiên địa này bên trong có thể dung hợp tràn ngập ở bên cạnh sát khí bên trong dạng này có thể đi cảm mộ sát khí bản chất tiếp theo để sát lục chân ý tiến giai để thần âm thiên kỹ uy lực tăng cường yên lặng tại sát khí bên trong giang giật biểu lộ cũng biến thành rất đặc thù thoáng cái trở nên sắc mị mị thoáng cái trở nên nổi giận đùng đùng thoáng cái lại trở nên sát khí nghiêm nghị, một hồi lại thèm ăn nước bọt chảy dọc, ngẫu nhiên sẽ còn trở nên vạn phần hoảng sợ, khi thì lại trở nên tinh thần xa sút huệ oải, cuối cùng trở nên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, Giang giật đôi mắt đột ngột mở ra, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn quát khẽ nói, nổi giận, tham lam, muốn ăn, giết chóc, sợ hãi, uể oải, tuyệt vọng. Sát khí đúng là bởi những này tạo thành, đây là nhân loại tám loại tâm tình tiêu cực, là tám loại nguyên tội, mà sát lục chân ý chỉ là trong đó một loại, khó trách sát lục chân ý uy lực như thế yếu, sát khí lại như thế cường đại. Ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Sát khí, hắn đôi mắt nhất chuyển, lần nữa trầm giọng thì thào, sát khí liền là nhân loại sâu trong linh hồn nhất mặt trái cảm xúc, sát khí sở dĩ khủng bố như thế, là bởi vì có thể trong nháy mắt đem nhân loại sâu trong linh hồn nhất mặt trái cảm xúc kích phát ra đến, để bọn hắn mất lý trí, để bọn hắn phát cuồng bạo tẩu, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn tuyệt vọng để bọn hắn sụp đổ ha 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 triệt để sau khi nghĩ thông suốt giang giật ngửa mặt lên trời cười ha hả sát lục chân ý tiến giai đã hoàn toàn không phải việc khó các loại chờ sát lục chân ý tiến giai về sau lại dung hợp vào thần âm pháp tắc uy lực khẳng định hội tăng phúc thần âm pháp tắc có thể hay không chấn áp âm thú phải xem ngươi rồi giang giật nghỉ ngơi một lát lần nữa bắt đầu bế quan hắn đã nắm giữ sát khí chân đế bất quá muốn để sát lục chân ý tiến giai còn cần lặp đi lặp lại thôi diễn, xác minh cùng thí nghiệm. Mấy canh giờ về sau, chân trời hồng quang bắt đầu lấp lánh, nơi xa mặt đất từng cái âm thú như minh giới ác ma vọt ra. Âm phong kêu khóc, từng đạo băng lãnh khí thức tràn ngập mà đến, để trên thần thụ lưu chuyển quang mang đều ảm đạm mấy phần, vô số âm thú gầm thét vọt tới, mặc dù tiến vào thần thụ bao phủ khu vực tốc độ bắt đầu trở nên chậm, nhưng tốc độ như trước vẫn là khả quan, đầy khắp núi đồi đều là âm thú, tùy thời đều có thể đem dưới cây thần ngồi giang giật xé rách. Giang giật bên người kiếm sát tộc cũng không nhiều, lần trước bị phá hủy rất nhiều về sau, hắn không có một lần nữa truyền tống ra, sở dĩ bên người chỉ có không đến năm thiên kiếm sát tộc. Mà lại kiếm sát phương còn tiến vào hỏa long kiếm bên trong, đối mặt nơi xa gào thét mà đến mấy vạn âm thú, giống như Giang giật không thả ra càng nhiều kiếm sát tộc, tuyệt đối ngăn không được. Giang giật không hề động, hắn không chỉ có không có thả ra kiếm sát tộc, thậm chí đều không có mở to mắt, càng không có đàn tấu cổ cầm áp chế âm thú, mặc cho nơi xa từng bầy âm thú gào thét mà đến, càng ngày càng gần. Ngàn trượng, năm trăm trượng, ba trăm trượng, trăm trượng. Giang giật con mắt đột nhiên mở ra, sau đó hắn một tay đem hỏa long kiếm đâm vào bên người trên bùn đất, một cái tay khác một mực cầm thần thụ diệp, tụ một cái tay hướng trên đầu gối cổ cầm phủi nhẹ. Chanh, một đạo nhu hòa tiếng đàn vang lên, thanh âm cũng không cao vút, cũng không cấp tốc, càng không cuồng bạo. Nhưng mà, tiếng đàn này vừa vang lên, phía trước tất cả âm thú thân thể đều kịch liệt run lên, phía trên thần thụ nhánh cây cũng đột nhiên lay động một cái, toàn bộ âm thú đều ngừng lại, một bước đều không thể tiến lên. Chanh chanh, tiếng đàn tiếp tục vang lên, bởi vì giang giật một cái tay tại đàn tấu, sở dĩ tiếng đàn rất chậm chạp, cũng rất trầm thấp, không hề giống trước kia chói tai, ngược lại rất dễ nghe, tựa hồ đây là một bài thưa thất bình thường làn điệu, cũng không có cường đại năng lực. Dầm dầm, phía trên thần thụ nhánh cây lay động không ngừng, cả cái cây đều đi theo giang giật làn điệu có tiết tấu lay động, giống như là một cái mỹ nhân ở nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy vạn âm thú thì trầm mặc đứng tại bên ngoài trăm trượt, thanh quang lòe lòe con ngươi lúc ảm lúc bày ra, bên này kiếm sát tộc cũng trầm mặc đứng thẳng, khắp nơi ngoại trừ thần thụ lay động rất nhỏ thanh âm bên ngoài, chỉ còn lại giang giật đàn tấu bài hát du dương vang lên, quanh quẩn không ngớt. Một khúc lạc thôi, thời gian một nén nhang cũng đi qua, giang giật tay bám vào trên đàn, tiếng đàn bỏ dở, trên bầu trời hồng quang biến mất, âm thú tại thời khắc này khí tức trên thân kịch liệt yếu bớt. Tại hồng quang biến mất sau không có chút gì do dự, trước tiên triệt thoái phía sau từ vô số trong thông đạo chui vào lòng đất biến mất không thấy, khắp nơi khôi phục yên tĩnh. Ha 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 ha, Giang giật mở mắt, ngửa mặt lên trời cười to, mái tóc màu đỏ phất phới, một bộ bị máu nhuộm đỏ bạch y cũng đi theo phồng lên không ngớt. Tiếng cười của hắn bên trong đều là khoái ý, đều là cuồng hỉ, tiếng cười rõ ràng dùng thiên lực quán chú, vô cùng vang dội, truyền khắp phương viên trăm vạn lý, tại hoang dã bên trong tiếng vọng không ngừng thành công hắn sát lục chân ý rốt cuộc tiến hóa thần âm thiên kỹ uy lực tăng lên mấy lần cụ thể lớn bao nhiêu uy lực hắn không biết hắn chỉ biết là thần âm thiên kỹ có thể nhẹ nhõm chân áp âm thú hắn còn sống hắn không chỉ có thể tại luyện ngục bí cảnh bên trong chống đỡ ba ngày hắn còn có thể chống đỡ mười 10 ngày trăm ngày thậm chí trăm năm ầm um, cười to sau một lúc giang giật trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất nằm ở trên mặt đất hắn cái gì đều không nghĩ cái gì đều không đi quản cứ như vậy ngủ thật say Coi như cách mỗi ba nén hương thời gian lòng đất có một ngạt thanh âm vang lên, cũng không có bừng tỉnh hắn. Hắn quá mệt mỏi, trong khoảng thời gian này kinh lịch tựa như núi cao ép tới hắn không thở nổi, cơ hồ khiến hắn hỏng mất, hắn liền muốn hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo để cho mình linh hồn cùng thân thể đạt được triệt để buông lòng. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 10 canh giờ, vô số lần lòng đất vang lên thanh âm đều không có bừng tỉnh hắn, chỉ là tại hồng quang xuất hiện âm thú bạo động về sau, loại kia băng lãnh khí tức cùng nguy hiểm chí mạng mới đem hắn bừng tỉnh. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện âm thú đã tới gần trăm trượng khoảng cách. Hắn dọa đến vội vàng bò lên, hai tay phất động cổ cầm, đem toàn bộ âm thú chân áp. Một nén nhang sau âm thú thối lui, giang giật như chút được gánh nặng, ngủ người canh giờ, trạng thái tinh thần của hắn đã khá nhiều, nội tâm kia như núi áp lực biến mất không còn một mảnh. Tu luyện, hắn ngồi một hồi quyết định một bên tu luyện, một bên chậm đợi ba ngày thời gian đi qua. Nơi này thiên địa linh khí nhưng so sánh nguyên thủy bí cảnh tay hắn cầm thần thụ diệp tốc độ tu luyện nhưng so sánh đạo thiên bí cảnh, bảo địa như thế không tu luyện rất xin lỗi chính mình. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, quên hết mọi thứ tiến vào sâu nhất tầng bế quan bên trong. Mà tại hắn bế quan về sau, sau lưng thân cây đột nhiên quang mang lấp lánh, to lớn thân cây bên trong hiện lên khuôn mặt, một tấm yêu diễm nữ nhân mặt. Gương mặt kia có một đôi vũ mị con mắt, này đôi con ngươi nhìn chằm chằm giang giật liếc mấy cái, lộ ra một vòng ý cười, lập tức thần thụ quang mang lần nữa lóe lên, gương mặt này biến mất vô tung vô ảnh, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Cắt cắt chương 1540, Giang Giật, không về được, địa sát giới, vô danh đảo. Từ khi Giang Giật tiến vào luyện ngục bí cảnh về sau, địa sát quân chủ vẫn ngồi tại phòng trúc phía trước, cũng không uống trà, tự một cái tay bưng cái chén, hai mắt nhắm lại bảo trì cái tư thế này. Bên cạnh mạch lăng thu không có đạt được mệnh lệnh, cũng không dám rời đi, chỉ có thể một mực tại cái này bồi tiếp hắn. Ba ngày thời gian trước mắt sắp đến, Địa sát quân chủ con mắt suốt cục mở ra, hắn cầm trong tay cái chén buông xuống, quay đầu nhìn một cái mạch lăng thu hỏi, trải qua bao lâu? Mạch lăng thu cung kính trả lời, nhanh ba ngày. Ừm, địa sát quân chủ gật đầu, nhẹ tay khẽ với một cái nói, ngươi truyền tống đi đãng ma cốc, lại đi luyện ngục bí cảnh một chuyến, nhìn xem tiểu tử kia phải trăng sống sót mà đi ra ngoài. Tốt, mạch lăng thu kho người lui ra, lập tức bay đi địa sát lâu đài trước tiên truyền tống đi đãng ma cốc. Ông! tại hắn thân ảnh vừa mới tại đảng ma cốc trong truyền thống trận ngưng hiện thời bên cạnh một cái truyền thống trận đồng thời quang mang lấp lánh chờ hắn đi ra truyền thống trận lúc bên kia trong truyền thống trận một đạo bóng người ngưng tụ mà ra mạch lăng thu nhìn lướt qua khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt tùy ý chắp tay cười nói y đồ huynh người cũng tới y đồ mặt không biểu tình chắp tay nói ta đến xem tiểu tử kia chết không giống như chết cũng phải cùng muội muội ta báo cái tin ha ha mạch lăng thu cũng không nói thêm gì hai người ngay ở chỗ này đứng thẳng. Nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến, hai người nhìn lướt qua sắc mặt biến đến ôn hòa, người tới là đãng ma cốc một người thống lĩnh, chức vụ không cao địa vị cũng rất đặc thù, bởi vì hắn là ô thiên vương nhi tử. Hai vị tới, ô thiên vương nhi tử ô vừa cùng mạch lăng thu y đồ là quen biết đã lâu, cũng không khách khí, chỉ vào xa xa một cái truyền tống trận nói, hai vị là tại bực này, vẫn là cùng đi luyện ngục bí cảnh nhìn xem. Đi xem một chút cũng tốt, Mạch Lăng Thu suy nghĩ một chút nói, ô vừa mang theo hai người thẳng đến một cái truyền tống trận mà đi. Đến bên ngoài truyền tống trận, trong tay hắn một tấm lệnh bài xuất hiện quát khẽ nói, ô thống soái có lệnh, ba ngày thời gian tức đầy, có thể mở ra truyền tống trận. Cái truyền tống trận này từ khi Giang Giật cùng Long Thiên Vương trở ra vẫn phong bế, liền là phòng ngừa có người đi nghĩ cách cứu viện trợ giúp Giang Giật. Giờ phút này ba ngày thời gian sắp đến, bất luận Giang Giật phải chăng còn sống, đều có thể mở ra. Vù vù, Thủ hộ truyền tống trận các vị quân sĩ lập tức dùng thủ pháp đặc biệt đánh ra đạo đạo lưu quang, ảm đạm truyền tống trận thoáng cái quang mang lấp lánh. Đúng lúc này một cái tòa thành bên trong mấy đạo nhân ảnh bay ra, Kỳ Thanh Trần địch linh nhi độc linh y bất hối mạch hoài tang năm người cùng nhau mà tới. "Ô thống lĩnh, có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút?" Kỳ Thanh Trần một ngựa đi đầu, đến mọi người phụ cận sau nhẹ nói nói. Trên mặt nàng cũng không có quá nhiều thần sắc, bất quá con người chỗ sâu lo lắng vẫn là vô cùng rõ ràng. Mạch Lăng Thu cùng y đồ nhìn mấy người một chút, ngược lại là không nói gì thêm, ô vừa càng không quan trọng. Truyền tống một người là truyền tống, truyền tống bảy tám người cũng là truyền tống, kỳ thanh trần đã mở miệng, mặt mũi này tự nhiên là muốn cho. Đạt được ô vừa sau khi đồng ý, mọi người tiến vào truyền tống trận, ô vừa hạ lệnh truyền tống, rất nhanh một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, mọi người thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Xoạt, đãng ma cốc nhìn tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng ở truyền tống trận sáng lên về sau, vô số tòa thành bên trong đều truyền đến từng đạo tiếng huyên náo. Đãng ma cốc các đại thế lực vô số công tử đều phi thường chú ý giang giật sự tình, ba ngày thời gian lập tức sẽ đi qua, ô vừa dẫn một đám người đi nghênh đón, tự xem giang giật phải chăng có thể còn sống trở về. Đối với giang giật, đãng ma cốc bên trong ngoại trừ số ít người, còn lại tất cả mọi người tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý. Nhất là du gia bạch gia cùng người của cửu gia, giống như giang giật thành công còn sống trở về, như vậy du thiên nghịch tổ phí công rồi, dù ra bạch ra người của cửu gia cũng chết vô ích. Mà lại về sau tại đáng ma cốc ngoại trừ tiểu ưng vương bên ngoài, sở hữu công tử đều muốn bị giang giật áp một đầu, mọi người tự nhiên hy vọng giang giật chết tại luyện ngục bí cảnh, vĩnh viễn không cần trở về. Ông, luyện ngục bí cảnh tòa kia trên núi cao truyền tống trận quang mang lấp lánh, tại truyền tống trận bên cạnh ngồi xếp bằng long thiên vương cùng thủ hộ giả cũng không có mở to mắt, chờ ô vừa bọn người theo trong truyền tống trận ngưng hiện ra về sau, hai người đồng dạng như lão tăng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tham kiến Hà Đại Nhân, tham kiến Long Thống Soái. Ô vừa bọn người đi ra truyền tống trận về sau, đều thành thành thật thật đi đến trước mặt hai người cung kính hành lễ, thủ hộ giả như mục điêu không để ý đến, Long Thiên Vương ngược lại là mở to mắt, hờ hững nói ra các ngươi đã tới A, à, đã đến giờ sao. Ô vừa tính toán một cái, gật đầu nói còn kém một canh giờ. Đợi lấy đi, quyền Thiên Vương mặc nhưng nói một câu, tiếp lấy nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xếp bằng, ánh mắt mọi người vội vàng hướng từ phía quét tới kỳ thanh trần ánh mắt thì nhìn về phía phía nam bởi vì nàng phụ hoàng nói cho giang giật nếu muốn mạng sống chỉ có tìm tới viên kia thần thụ thời gian từng giờ từng phút quá khứ kỳ thanh trần bọn người nội tâm càng ngày càng khẩn trương càng ngày càng ngưng trọng theo lý thuyết giống như giang giật còn sống lời nói hẳn là đã sớm về tới phụ cận chờ thời gian vừa đến lập tức có thể vào đây truyền tống về đi thời gian sắp đến khắp nơi lại hoàn toàn tĩnh mịch căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh tích đáp tí tách chờ đến đúng lúc Địch Linh Nhi trong mắt hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống, độc linh tay thật chặt nắm lại, mạch lăng thu một mặt đắng chát, mạch hoài tang biểu lộ cũng rất là phức tạp. Y đồ thì nhắm mắt lại, không muốn để cho mọi người thấy hắn trong con người luống cuống cùng thống khổ. Không có trở về giang giật, người chẳng lẽ chết tại luyện ngục bí cảnh bên trong người tại sao có thể chết đi người chết tiểu cô làm sao bây giờ a? À? Y bất hối đầu thật sâu thấp, song quyền nắm chặt, không ngừng thì thào. Hắn không cách nào tưởng tượng, tin tức này truyền đến y phiêu phiêu trong tai, nàng sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ sẽ làm ra cái dạng gì chuyện vọng động. Ngươi tại sao có thể không trở lại ngươi không phải nói nhất định sẽ trở về sao? Kỳ thanh trần một đôi mắt đẹp bên trong đều là thất lạc, ba ngày thời gian đã đủ, luyện ngục bí cảnh bên trong khủng bố như vậy, ai cũng không muốn ở bên trong ở lâu một khắc, chứ nói chi là giang giật chút thực lực ấy, giải thích duy nhất giang giật không về được, vĩnh viễn lưu tại luyện ngục bí cảnh. Trên đỉnh núi hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào nói chuyện, chỉ có địch linh nhi nước mắt không ngừng rơi xuống. Mọi người không hề rời đi, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, kỳ vọng lấy kỳ tích phát sinh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, khắp nơi vẫn là một mảnh tĩnh giật, an tĩnh đáng sợ. Long Thiên Vương đột nhiên mở to mắt, trầm mặc đi vào truyền tống trận, không nói một lời truyền tống rời đi. Mạch Lăng Thu bọn người còn không hết hy vọng, tiếp tục tại bực này đợi, trọn vẹn qua hạ giới tam thiên thời gian, Mạch Lăng Thu cùng y đổ lướt nhau, hai người đều nặng nề thở dài đi vào truyền tống trận. Hoài tang, linh nhi người bọn họ đều vào đây trở về đi mạch lăng thu vẫy vẫy tay mạch hoài tang đi vào những người còn lại thì không nhúc nhích y đồ lúc này mở miệng nói dứt khoát vào đây khô y bất hối trùng điệp ít mấy hơi lần nữa bốn phía nhìn vài lần cắn răng đi vào truyền tống trận mạch lăng thu nhìn thấy địch linh nhi không nhúc nhích thân thể lóe lên trực tiếp đem nàng cho đánh cho bất tỉnh ném cho mạch hoài tang ánh mắt của hắn quét về phía khi thanh trần cùng độc linh Trần chờ một chút vẫn là mở miệng nói, thanh trần tiểu thư, độc linh trở về đi, giang giật. Không về được, chương 1541, kẻ cầm đầu. Y đồ ánh mắt quét về phía độc linh, dừng một chút cũng mở miệng nói, áo phàm, theo ta trở về, hồi trở lại. Thánh linh rời đi, độc linh thân thể chấn động, y đồ ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần độc linh nguyện ý đi theo hắn trở về, hắn liền có thể để độc linh khôi phục mị ảnh tộc thân phận, đồng thời ủy thác trọng dụng. Y đồ có thể mở cái miệng này, rõ ràng là đối Độc Linh cảm mộ Thần Linh Đâm rất coi trọng, đương nhiên cũng nhìn Giang giật mặt mũi. đa tạ y đồ đại nhân. Độc Linh nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng chắp tay nói, các người đi trước đi. Ta nghĩ lại các loại chờ thiếu chủ hắn không phải chết đi dễ dàng như thế người. Kỳ Thanh Trần nhìn một cái tới nhẹ gật đầu, biểu thị nàng cũng nghĩ đợi thêm một hồi. Mạch Lăng thu cùng y đồ bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình mở ra truyền tống trận, truyền về Đáng Ma Cốc. Hưu, các loại chợ truyền tống trận mở ra mọi người sau khi rời đi. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh hai người đồng thời động, hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng phía nam phóng đi. Hai người chưa từ bỏ ý định, quyết định đi thần thụ bên kia nhìn xem, sống phải thấy người, chết cũng phải nhìn xem thi thể. Thần thụ khoảng cách truyền tống trận cũng không phải là quá xa, dùng tốc độ của hai người cùng thực lực, nhiều nhất 4 năm cái canh giờ liền có thể đến. Mặc dù luyện ngục bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, nhưng hai người cảnh giới cùng thực lực, tùy ý có thể chống đỡ cái nửa ngày một ngày. Phanh phanh phanh, hai người bay ra ngoài không bao xa phía dưới mặt đất tự nổ tung vô số âm thú bắn ra kỳ thanh trần trong tay một cái màu đỏ nhuyễn kiếm xuất hiện khẽ kêu độc linh ngươi đi trước ta đến đoạn hậu độc linh ngược lại là không có cậy mạnh hắn cảnh giới sau kỳ thanh trần kém xa mà lại hắn chưa có tới luyện ngục bí cảnh đối với nơi này rất lạ lắm, kỳ thanh trần đã từng tới này lịch luyện qua một lần bất quá vẻn vẹn chống đỡ nửa ngày tự quay trở về phong quyền tàn vân kỳ thanh trần nhuyễn kiếm cuồng vũ khắp thiên phong vân bị quấy từng đầu phong long im ắng gào thét mà đi, nhẹ nhõm đem đuổi theo tới âm thú cho đập bay ra ngoài. Nàng không có cùng âm thú dây dưa, liên tục thả ra mấy lần phong quyển tàn vân đánh lui đuổi kịp âm thú sau lập tức hướng phía nam chạy trốn mà đi. Kiếm sát tộc, hai người vẻn vẹn phi hành thời gian một nén nhang, liền thấy trên mặt đất bị hủy diệt kiếm sát tộc tàn thi. Hai người lập tức đại hỉ, giang giật quả nhiên hướng thần thụ bên kia bay đi, các nàng có thể lần theo kiếm sát tộc hải cốt truy tung đến hắn. Một đường không ngừng hù dọa âm thú, tại Kỳ Thanh Trần cùng âm thú đối chiến mấy vòng về sau, Độc Linh học được phối hợp. Hắn cũng không có công kích, mà là thả ra mấy trăm phân thân hướng tứ phía tám mới bay trốn, hắn cái này phân thân cùng bản tôn giống nhau như đúc, có thể nhẹ nhõm đem âm thú cho dẫn ra. Tốt, Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên, có Độc Linh trợ giúp nàng ứng phó càng thêm dễ dàng, hai người không có cùng âm thú dây dưa một đường bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay đi. Đông, một đạo trầm muộn thanh âm theo lòng đất truyền đến trái tim của hai người đồng thời chấn động nắm chặt đau, linh hồn tựa như bị trọng kích. Kỳ thanh trần linh hồn rất mạnh ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, độc linh lần đầu tiên tới nơi này, đột nhiên bị công kích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Hắn tâm trầm xuống, cái này luyện ngục bí cảnh khủng bố như thế, giang giật có thể còn sống sót sao. Độc linh linh hồn coi như không tệ, chỉ ít so giang giật không biết mạnh bao nhiêu, ma chướng mặc dù lặng lẽ bắt đầu ảnh hưởng hai người, nhưng trong thời gian ngắn ngược lại là không có có vấn đề lớn một đường bay đến, hai người một đường đều có thể tìm tới kiếm sát tộc hải cốt, khoảng cách thần thụ càng gần, kỳ thanh trần đôi mắt càng sáng. Lần trước nàng cùng thiên hàn quân chủ đi qua thần thụ bên kia, biết rõ gốc cây kia đến cỡ nào thần kỳ. Giống như giang giật có thể đến dưới cây thần, sống sót hy vọng hội càng hơn hơn phân. Hưu, mấy canh giờ về sau, hai người rốt cục đã tới thần thụ phía dưới, các nàng xem đến dưới cây thần đầy đất kiếm sát tộc hải cốt, thấy được đếm không hết âm thú thi thể, sắc mặt đều dị thường ngưng trọng. Theo thi thể này cùng hài cốt bên trong, có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt, Giang giật bị biết bao nhiêu lần công kích mãnh liệt. Ai, đứng tại dưới cây thần, kỳ thanh trần ánh mắt bốn phía quét qua, thở dài một tiếng sau đó nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Độc linh thần thức bốn phía quét một lần, đôi mắt cấp tốc ảm đạm, tựa như đã mất đi hồn phách. Bởi vì, hai người tại dưới cây thần cũng không có tìm được Giang giật. Thiên Hàn quân chủ nói qua, dưới cây thần là phụ cận an toàn nhất địa phương, Giang giật chỉ có tại dưới cây thần mới có thể sống đến càng lâu. Nhưng giờ phút này cũng không có nhìn thấy giang giật thân ảnh, điều này nói rõ. Hắn rất có thể đã vẫn lạc, bị âm thú tươi sống xé rách nuốt sống. Hưu, độc linh vẫn là chưa từ bỏ ý định, vây quanh thần thủ tại phủ cận dạo qua một vòng, hắn rất nhanh đến mức đến chấm dứt luật, phủ cận cũng không có bất kỳ cái gì vết tích cho thấy giang giật rời đi, giang giật cuối cùng dừng bước tại thần thụ phía dưới. Không, không có sao, Kỳ thanh trần các loại chờ độc linh sau khi trở về, phát ra một đạo thanh âm rung động, khi nhìn đến độc linh thất vọng đôi mắt về sau, kỳ thanh trần vô lực phất phất tay nói, đi thôi, trở về đi, tranh thủ tại hồng quang xuất hiện âm thú bạo động trước đuổi tới truyền tống trận. Hưu, hai người lần nữa thật sâu tại thần thụ phía dưới nhìn vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ trở về lướt tới, rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong màn đêm. Ông, tại kỳ thanh trần hai người rời đi về sau, thần thụ trên cành cây quang mang lóe lên, tấm kia yêu diếm nữ nhân mặt lần nữa hiện lên ra. Trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ rảo hoạt, phía trên nhánh cây đột ngột quang mang lấp lánh, phía dưới một đạo ngồi xếp bằng bóng người dần hiện ra tới. Giống như kỳ thanh trần cùng độc linh ở đây, khẳng định hội kinh hô lên, bởi vì ngồi xếp bằng nhập định người tu luyện, chính là giang giật. Giang giật tựa hồ tại chiều sâu bế quan bên trong, quên đi thời gian cùng hết thảy, không rõ ràng đã qua ba ngày, hắn cần phải trở về. Hắn cũng không biết Kỳ thanh Trần Độc Linh vừa rồi bất chấp nguy hiểm tới tìm hắn, thân ảnh của hắn lại tại hai người trước khi đến đột nhiên biến mất tại thần thụ phía dưới. Trên thực tế, xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống, hết thảy đều là bởi vì cái này gốc cổ quái thần thụ. Giang giật dù cho chiều sâu bế quan, cách mỗi ba nén hương thời gian sẽ bị lòng đất truyền đến một ngạt âm thanh bừng tỉnh, coi như không bị bừng tỉnh, cách mỗi mười canh giờ âm thú bạo động, nguy hiểm chí mạng đồng dạng sẽ đem hắn bừng tỉnh. Nhưng mà, Tại trên đại thụ xuất hiện tấm kia yêu diễm nữ nhân mặt về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cách mỗi ba nén hương hội vang lên một ngạt âm thanh, không có vang lên, cách mỗi 10 canh giờ âm thú bạo động lúc, trường này nữ nhân mặt đều sẽ xuất hiện. Trên thần thụ mặt nhánh cây quang mang lấp lánh, cuối cùng giang giật thân ảnh sẽ cùng vừa rồi đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, âm thú không có cảm ứng được có nhân loại, tự nhiên cũng sẽ không đến công kích. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt trăm năm qua. Giang giật tại chiều sâu bế quan bên trong, căn bản không biết qua bao lâu, hắn một mực chờ đợi đợi lòng đất tiếng vang trầm trầm lên, kết quả nhưng vẫn không có vang lên. Sở dĩ, hắn coi là ba nén hương thời gian còn không có qua, coi là mới tìm hiểu một hồi, kỳ thật đã qua dòng dã hơn hai ngày. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, đoán chừng Giang giật vẫn cứ bế quan xuống dưới, thẳng đến hắn chính cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa có chỗ đột phá, hắn mới có thể chủ động tỉnh lại. Làm tội khôi hỏa thủ gương mặt kia, lại cũng không biết rõ nó sở tác sở vi, để vô số người coi là giang giật chết rồi, để vô số lòng người tổn thương hồn đoạn. Nàng chấp chấp cặp kia vũ mị con mắt, quét giang giật vài lần về sau, lần nữa biến mất tại đại thụ bên trong. chương 1542, thần dương phá thiên công. Không có trở về, đãng ma cốc bên trong một cái xa hoa tòa thành bên trong, du thiên vương đạt được thông báo, ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, đối thông bẩm du hồng hỏi, xác định chết tìm tới thi thể. Cái này không rõ ràng, Du Hồng lắc đầu nói, bất quá mạch lăng thua y đồ sau khi trở về mặt mũi tràn đầy âm trầm truyền tống về đi, đằng sau kỳ thanh trần cùng độc linh trở về cũng một mặt thất hồn lạc phách, giống như không phải giang giật chết rồi, các nàng làm sao lại như thế giang giật tại sao không trở về đến. Đúng thế, Du Thiên Vương nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói ra, hẳn là không sai được, cái kia tạp toái mặc dù không biết cả mộ cái gì yêu pháp, có thể khống chế kiếm sát tộc, nhưng hắn bản thân cảnh giới quá thấp, tuyệt đối nhịn không được ba ngày. Đừng để ý tới hắn, Thiên Mịch tình huống thế nào? Thật không tốt, Du Hồng khẽ lắc đầu nói, thiếu gia thần hạch phế đi, cây thần cũng phế đi, hắn đặc biệt tinh thần xa sút. Một người nhốt tại trong phòng không ra, đập loạn đồ vật, còn liều mạng tra tấn chính mình, mấy lần đều có tự sát dấu hiệu, tộc trưởng. Tiếp tục như vậy ta sợ thiếu gia hội điên rồi a. À. Ừ, Du Thiên Vương trong đôi mắt hiện lên một tia hận ý, trên thân nhàn nhạt sát khí lan tràn ra, trầm ngâm một hồi lâu mới nói ra, đi trước mua sắm một gốc cửu u thần sen cho hắn một lần nữa ngưng tụ thần hạch đi. Mặt khác, ngươi nói cho hắn biết, ta cho phép hắn tu luyện thần dương phá thiên công, bất quá không có đạt tới phong vương cấp tuyệt đối không cho phép bước ra thần dương cốc, còn có các ngươi làm việc sạch sẽ một chút, xảy ra sự tình chính các ngươi cóng, việc này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, hiểu không? Thần dương phá thiên công, du hồng đôi mắt co rụt lại, thân thể kịch liệt chấn động, thần công kia du ra người biết không nhiều, hắn đúng lúc là trong đó một cái. Hắn phi thường tin tưởng công pháp này đến cỡ nào độc địa, đây là một loại cực kỳ tà ác công pháp, là năm đó thần dương tộc một thiên tài sáng tạo ra. Người kia hôm nay tư thường thường, lại bởi vì công pháp này nhanh chóng đạt đến phong vương cấp, chấn kinh toàn bộ thần dương tộc, nhưng thần dương tộc cũng bởi vì người này mà bị vạn giới liên thủ hủy diệt. Bởi vì công pháp này là cưỡng ép cướp đoạt người khác tu vi tà công, không chỉ có cướp đoạt thiên lực, liền linh hồn đều bị thôn phệ, Công pháp này cần cùng vô số nữ tử hoàn hảo, hoàn hảo lúc đưa các nàng thiên lực linh hồn toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ không sao, còn muốn đưa các nàng linh hồn luyện hóa, dạng này các nàng đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, có thần thông đều sẽ biến thành chính mình. Đã linh hồn đều thôn phệ, hoàn hảo nữ tử tự nhiên lập tức sẽ chết, còn muốn hồn phi phách tán. Tu luyện loại công pháp này ít nhất phải luyện hóa hàng ngàn hàng vạn tên nữ tử, hơn nữa còn không phải phổ thông nữ tử, nhất định phải là nữ cường giả, càng cường đại càng tốt. Có thể tưởng tượng, một khi Du Thiên Nghịch bắt đầu tu luyện loại công pháp này về sau, vô số nữ tử liền muốn tao ương. Các nàng không chỉ có thân thể muốn bị làm bẩn, tu vi cùng linh hồn đều muốn bị thôn phệ. Như thế độc địa sự tình một khi truyền ra, thần dương tộc sẽ lần nữa biến thành qua phố lão thử, người người kêu đánh, nói không chừng Du Gia cũng sẽ bị diệt tộc. Vấn đề là Du Thiên Nghịch điên rồi chết, Du Gia đồng dạng sẽ tuyệt hậu, thần dương tộc đời thứ ba có thể chỉ có Du Thiên Nghịch một người a à. Du Hồng ngược lại là lý giải Du Thiên Vương tại sao lại ra như thế hạ sách, tu luyện thần dương phá thiên công, Du Thiên Nghịch liền có thể lần nữa tỉnh lại, hắn không ngừng cùng nữ tử hoan hảo, có rất lớn cơ hội sinh ra hậu đại. Việc này chỉ cần làm ẩn nấp, ngược lại không đến nỗi bị phát hiện, dù sao Du ra thế lực phi thường cường đại. Tộc trưởng yên tâm, Du Hồng cắn răng, khom người nói, việc này thuộc hạ nhất định tự mình đi an bài, tuyệt đối sẽ không ra nửa điểm vấn đề. Xảy ra vấn đề đó là ngươi xử tình, việc này bản vương căn bản không biết rõ tình hình. Dù thiên vương lạnh lùng nói ra, sở dĩ ngươi nếu không muốn chết, việc này tự làm xinh đẹp ta. du hồng đi, dù thiên vương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy âm trầm, ánh mắt của hắn u u nhìn một cái ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói, giang giật, thiên nghịch bị ngươi hại thành dạng này. Ngươi chết tử tế nhất, giống như không chết, bản vương định để ngươi sống không bằng chết. Đến, uống uống một chút, bên này dù thiên vương hận ý liên tục, bên kia một cái tòa thành bên trong rất nhiều công tử tụ tập cùng một chỗ bầy rượu ăn mừng, thù đao bạch đế thiên bọn người biết được Giang giật chết về sau, lập tức vỗ tay bảo hay, khoái ý vô cùng, triệu tập rất nhiều công tử cùng một chỗ nâng ly chúc mừng. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, địch Linh Nhi khóc đến cùng nước mắt người, nàng đối với Giang giật kỳ thật cũng không có quá sâu tình cảm, Giang giật là cái thứ nhất để nàng có chút động tâm nam tử, nàng mối tình đầu còn chưa bắt đầu, lại muốn thất tình. Kỳ thanh trần độc linh sau khi trở về trực tiếp bế quan, không biết hai người là thật bế quan, vẫn là trốn tránh không muốn gặp người. Mạch lăng thu truyền tống về đi, y bất hối cũng đi theo y đồ trở về thánh linh giới. Chết, mạch lăng thu trở về, lập tức đi vô danh đảo, địa sát quân chủ nghe xong báo cáo về sau, đầy mắt kinh nghi, hắn lãnh mâu quét qua mạch lăng thu hỏi, người có thể từng đi dò xét có thể phát hiện gian giật thi thể hắn thanh kiếm kia đâu. Mạch lăng thu ngượng ngùng hít mũi một cái nói, quân chủ, chúng ta tại loại kia một hồi lâu, giang giật như còn sống đã sớm trở về. Lúc ấy Hoài tang cùng địch Linh Nhi đều tại, ta liền không có đi dò xét. Hồ đồ, địa sát quân chủ gầm thét một tiếng, vung tay lên nói, lại đi đi một chuyến, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giống như hắn chết, nhất định muốn tìm tới hắn không gian giới chỉ, hắn có một thanh màu đỏ, có long văn kiếm, thanh kiếm kia phi thường trọng yếu. Nhanh đi, rõ, mạch lăng thu còn là lần đầu tiên kiến giải sát quân chủ phát lớn như vậy hỏa, vội vàng rời đi vô danh đảo, lại một lần nữa truyền tống đi đáng ma cốc không có đạo lý a à. mạch lăng thu đi địa sát quân chủ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh nghi hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời thì thào đại nhân đã ngài lựa chọn giang giật điều này nói rõ giang giật khẳng định có chỗ hơn người a à. mà lại ngài kiếm như vậy cường đại một cái nho nhỏ luyện ngục bí cảnh làm sao có thể đem ngươi truyền nhân giết chết là ngài đã nhìn lầm người vẫn là chú định nhân tộc có một kiếp này chẳng lẽ chúng ta nhân tộc thật muốn bị minh tộc trấn áp vạn thế sao cái gì thánh linh sơn đỉnh một tòa cung điện hùng vĩ bên trong Mị ảnh vương nghe được y đồ hồi báo, một đôi mắt bên trong lập tức hàn quang lập lè, trên thân khí tức cuồng bạo đổ xuống mà ra. Dừng một lát, hắn hỏi một cái cùng địa sát quân chủ không sai biệt lắm vấn đề, người có thể từng đi dò xét có thể phát hiện tiểu tử kia thi thể. Chưa từng, y đồ thành thành thật thật hồi đáp, lúc ấy dứt khoát đi theo, ta nghĩ đến đã lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện, khẳng định cũng liền không về được. Mà lại, cái kia chút thực lực, chống nổi ba ngày, có thể sao? Hừ, Nghị ảnh vương dâu rìa tức giận đến dâu nhếch lên, cũng mặc kệ y bất hối ở trong đại điện, giận mắng, đồ hỗn trướng, cho người đi nhìn xem, người tự thật nhìn xem còn sống người muốn nhìn thấy người, chết cũng muốn gặp đến thi thể A, nếu không cho người đi làm gì. Y đồ nhếch miệng, có chút khó chịu mạnh miệng nói, lần trước dứt khoát đưa tin trở về, ta để người nghĩ biện pháp đi cứu cứu tiểu tử kia, người không phải nói không cần quản sao làm sao để ý như vậy còn hữu dụng sao. Hỗn trướng, nghị ảnh vương tức giận đến kém chút động thủ đánh người chỉ là y bất hối tại cái này, hắn không dám quá mặt y đồ mặt mũi, hắn dậm chân, cầm trong tay một cái cái chén đập ẩm ầm toái, cả giận nói nếu không phải sợ bồng bình có chuyện bất chắc, ta quản cái kia tiểu dã trùng đi chết. Hô hô, ở trong đại điện chuyển vài vòng, mị ảnh vương lạnh giọng hạ lệnh, y đồ, người lập tức lại đi đi một chuyến, mà chết cũng phải tìm đến thi thể. Mặt khác chuyện này không phải truyền ra ngoài, bồng bình như biết rõ, ta xé hai người các ngươi tinh trùng lên não. Tinh trùng lên não, Y bất hối trợn trắng mắt, mỹ ảnh vương câu nói này thế nhưng là đem bọn hắn tổ tôn ba đời đều cho mắng. chương 1543, chúng ta phu quân ngay tại thượng giới. Mạch lăng thu cùng Y đồ lần nữa dẫn người đi đãng ma cốc, tiếp theo truyền tống đi luyện ngục bí cảnh. Lần này hai người đều mang theo thật nhiều người, dù sao muốn kỹ càng dò xét, tốn hao thời gian khẳng định phải lâu một chút, nhân thủ không đủ làm sao chống cự bạo động âm thú. Hai bên đều mang tới mấy trăm tên phong hào chiến thần, hai phiên ra trận chống cự âm thú, một đường dò xét. Hai cái đội ngũ nhẹ nhóm tìm được giang giật hành tẩu qua vết tích, cuối cùng cũng đều tìm được viên kia thần thụ. Kết quả, cùng kỳ thanh trần độc linh đồng dạng, hai cái đội ngũ cũng không nhìn thấy giang giật, chỉ là nhìn thấy đầy đất kiếm sát tộc hải cốt, còn có đếm không hết âm thú thi thể. Tìm tòi một phen, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ là xác định giang giật cuối cùng là đi dưới cây thần, nhưng cũng không có tìm được hắn người, cũng không có tìm được thi thể của hắn. Bất quá mọi người tìm được một bộ cổ cầm, bạo liệt cổ cầm, mạch lăng thu cùng y đồ cuối cùng xác định, Giang giật đã chết đi. Giống như không chết, Giang giật tại sao không trở về đến. Hắn lại có thể đi cái nào luyện ngục bí cảnh khủng bố như vậy, coi như thiên hàn quân chủ cái này cấp bậc nhiều nhất đều chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng. Giang giật chút thực lực ấy có thể hay không chống đỡ đủ ba ngày, tất cả mọi người bảo trì thái độ hoài nghi. Hai đội người một trước một sau trở về, tin tức truyền ra, đáng ma cốc lại là một mảnh huyên náo một chút cùng giang giật không có thù hận cường giả sinh lòng tiếc hận, làm một cái thiên tài chết hiểu mà thở dài. Trở lên giới thời gian để tính, giang giật vô cùng tuổi trẻ, lại có thể được đến đấu văn đệ nhất, còn có thể náo ra phong ba lớn như vậy, cùng phong vương cấp khai chiến, liên thủ độc linh đả thương du thiên vương, chỉ bằng chuyện này đủ để cho hắn danh dương vạn giới. Rất nhiều người lại là rất đáng tiếc giang giật chết cái kia khống chế kiếm sát tộc yêu pháp thần thông thất truyền, kiếm sát bí cảnh còn có mấy trăm triệu kiếm sát tộc, giống như có thể nắm giữ yêu pháp, Liền có thể nhẹ nhõm tổ kiến một chi kiếm sát tộc đại quân A kỳ thanh trần một mực bế quan không ra Địch Linh Nhi quyết định hồi trở lại địa sát giới Nàng tới đây hoàn toàn là bởi vì Giang Giật Giang Giật chết rồi Địch Linh Nhi còn lưu tại cái này có ý nghĩa gì Để rất nhiều người bất ngờ chính là Độc Linh thế mà đi theo Địch Linh Nhi trở về Cái này bị ảnh tộc khí đồ tại Giang Giật chết đi tin tức xác nhận về sau Rất nhiều siêu cấp gia tộc đều ném ra cành ô lưu Hứa hẹn vô số chỗ tốt muốn mời chào hắn Độc linh cảm ngộ thần linh đâm, nếu có thể đạt tới phong hào chiến thần cảnh giới, phong vương cấp hạ là vô địch, giống như có thể đột phá phong vương cấp, tuyệt đối có thể trở thành địa giới xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Độc linh cự tuyệt sở hữu gia tộc mời chào, thậm chí còn cự tuyệt y ra mời chào, đi theo địch linh nhi trở về địa sát giới. Hắn chuẩn bị thay giang giật thủ hộ giang giật phủ, thủ hộ thiên tinh giới, thủ hộ giang giật thân nhân cùng tộc nhân. Địa sát quân chủ biết được xác định tin tức về sau, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, cuối cùng không hề nói gì để mạch lăng thu đi xuống mạch lăng thu vốn muốn hỏi hỏi địa sát quân chủ muốn hay không thu hồi giang giật phủ kiến giải sát quân chủ như thế cũng không dám hỏi nhiều giang giật phủ là địa sát quân chủ ban cho giang giật có thể đời đời kiếp kiếp kế thừa xuống dưới vấn đề là giang giật chết rồi hắn cũng không có hậu đại lưu lại thiên tinh giới những người kia tại mạch lăng thu xem ra cùng sâu kiến không có khác nhau mặc dù độc linh trở về thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề nhưng thời gian lâu dài, khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Địa sát quân chủ không có biểu thị, mạch lăng thu tự nhiên không dám làm loạn, liền để giang giật phủ bảo trì nguyên dạng. Đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức, bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài giang giật vẫn lạc tin tức. Độc linh sau khi trở về, chưa hề nói giang giật sự tình, chỉ là cưỡng ép thượng vị, trở thành mới viên phủ chủ, đem quyền lực giữ tại trong lòng bàn tay. Tiêu Hoàng mặc dù có lời oán giận, nhưng độc linh là giang giật người thân cận nhất, chiến lực so với hắn mãnh liệt nhiều, hắn giận mà không dám nói gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chấp mắt 10 ngày trôi qua. Kỳ thanh trần xuất quan, tiếp tục dẫn đầu hỏa phượng quân chấp hành nhiệm vụ. Lần này không ai dám đảo loạn, ngược lại hỏa phượng quân tiếp nhiệm vụ là tốt nhất, mà lại cũng có người không ngừng tìm nơi nương tựa hỏa phượng quân. Hỏa phượng quân bởi vì kiếm sát bí cảnh một trận chiến. Thanh danh đại trấn, rất nhiều cường giả đối với kỳ thanh trần sung phong đi đầu âm thầm khâm phục, đến bên này đạt được chiến công không chỉ có hội càng nhiều, còn an toàn hơn, không ai dám làm loạn, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều cường giả đầu nhập vào Kỳ thanh trần trạng thái tinh thần đã khá nhiều, bất quá trên mặt từ đầu đến cuối lạnh băng băng Thời gian 10 ngày nàng tựa hồ đã triệt để quên đi giang giật Có lẽ là nội tâm đã không còn hy vọng xa vời, sở dĩ miễn cưỡng tỉnh lại 10 ngày, giang giật nếu là còn sống đã sớm trở về Dùng thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng trèo chống nhiều ngày như vậy Coi như bình thường phong vương cấp cường giả cũng không có cái này năng lực Sở dĩ kỳ thanh trần nội tâm triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể ép buộc chính mình quên chuyện này, quên giang giật. Thời gian 10 ngày, đãng ma cốc bên trong đồng giảng khôi phục bình tĩnh, những công tử kia bọn họ không ai dám nháo sự, dù thiên nghịch như thế đột nhiên người, giờ phút này đều biến thành một tên phế nhân, ai còn dám nháo sự. Duy nhất có năng lực gây chuyện tiểu ưng vương, cũng rất là điệu thấp, bình thường hoặc là dẫn đội làm nhiệm vụ, hoặc là tại tòa thành bên trong bế quan tu luyện. Mạch hoài tang tại nàng lão cha trợ giúp dưới, thành công lăn lộn đến tiểu ưng vương trong quân đội. Đáng tiếc tiểu ưng vương rõ ràng chướng mắt nàng, mạch hoài tang chỉ có thể mỗi lần làm nhiệm vụ, nhìn xa xa tiểu ưng vương bá khí xuất thủ phong thái, nhìn xem hắn cùng hắn dư công tử chuyện trò vui vẻ, nhưng Thủy Trung không cách nào đi vào nội tâm của hắn. Giang giật cái tên này tại đảng ma quân trong doanh biến mất, không ai nói lại, tựa hồ danh tự này trở thành cấm kỵ. Mọi người cũng không muốn đi nhắc lên, bởi vì mỗi lần nhắc lên, rất nhiều công tử mặt đều sẽ đau, đều sẽ nhớ tới tại kiếm sát bí cảnh bên trong tiếp nhận khuất nhục. Ông, địa sát giới, giang giật phủ, địa sát hải, phi thăng đài cái trước to lớn tế đàn quang mang lấp lánh không ngớt. Các loại trợ thần quang yếu đi, hai cái mỹ mạo nữ tử ra bên trên tế đàn, hai nữ tử này nhìn đều rất trẻ trung, tư sắc tuyệt đỉnh, khí chất siêu nhiên, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, tự liền thủ vệ phi thăng đài mười mấy cái địa sát quân ánh mắt đều bị hấp dẫn. Hai nữ tử đều người mặc váy trắng, một người đi chân đất, tựa như trong rừng đi ra tinh linh. Một người khác khí chất có chút lạnh, như một tôn băng sơn nữ thần, hai người ra trên tế đài nhìn chung quanh sau một lúc, lập tức hoa dung thất sắc. Thiên tỷ tỷ đâu như tuyết tỷ tỷ, thiên tỷ tỷ không thấy, nàng không phải cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng sao nàng đi đâu. Đi chân đất nữ tử mặt mũi tràn đầy bối rối, một tên khác lạnh băng băng nữ tử sắc mặt cũng có chút lo lắng. Nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía tế đàn bên cạnh địa sát quân, cúi người uyển chuyển thi lễ về sau, mở miệng nói, chư vị đại nhân, chúng ta có một cái tỉ muội cùng một chỗ phi thăng, nhưng không thấy chư vị đại nhân có thể giúp đỡ tìm kiếm một chút không. Hắc hắc, nếu là còn lại phi thăng giả, những này địa sát quân đã sớm để bọn hắn ngậm miệng, một tên tiểu đội trưởng sắc mị mị nhìn xem hai người cười nói, tìm người dễ làm, tự xem các ngươi tỉ muội biết hay không phải làm người. Ách, nhìn thấy mấy chục danh địa sát quân trong mắt đều lộ ra phóng túng tả ánh mắt, hai tên nữ tử sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, lạnh băng băng nữ tử trên mặt hiển hiện vẻ tức giận, lạnh giọng nói chư vị đại nhân xin chú ý lời nói của các ngươi chúng ta phu quân ngay tại thượng giới phu quân ha 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 tiểu đội trưởng cười to vài tiếng cười nhạo nói các ngươi phu quân vứt bỏ các ngươi một mình phi thăng loại này phu quân không cần cũng được hai vị tiểu mỹ nhân tại thượng giới không có chỗ dựa các ngươi nửa bước khó đi rất dễ dàng chết đi nói không chừng tựu bị thần phỉ cầm xuống bán đi trong thanh lâu đến lúc đó các ngươi coi như muốn sống không được muốn chết không xong mà lại địa giới lớn như vậy các người muốn tìm được các người phu quân thật quá khó khăn, nói không chừng hắn đều đã chết đâu. Tiểu Mỹ nhân các người nếu là theo ta, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, nếu không. Hắc hắc, chương 1544, lừng lẫy nổi danh. Phi, đi chân đất nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, quát lạnh nói, chúng ta phu quân là đỉnh thiên lập địa anh hùng, làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế hừ hừ. Phu quân ta nhận biết rất nhiều thượng giới đại nhân vật, lần trước có cái họ mạch đại nhân nói, chúng ta sau khi phi thăng trực tiếp báo tên của hắn liền sẽ đưa chúng ta đi tìm phu quân họ mạch một đám địa sát quân bị hù dọa địa sát quân chủ coi như họ mạch a tại địa sát giới mạch họ là phi thường tôn quý dòng họ tiểu đội trưởng liên thanh hỏi hai vị phu nhân phu quân của các ngươi kêu cái gì giang giật đi chân đất nữ tử phun ra hai chữ tiểu đội trưởng cùng mấy chục danh địa sát giới toàn thân run lên toàn bộ đặt mông ngồi dưới đất tại địa sát giới có lẽ rất nhiều người không biết mạch lăng thu danh tự nhưng tuyệt đối sẽ biết rõ giang giật danh tự, giang giật tại địa sát giới làm rất nhiều oanh oanh liệt liệt đại sự, giết không ít người, lần hạo kiếp trước, giang giật công huân chắc tuyệt bị địa sát quân chủ cùng Diệp Thánh liên danh phong hào, còn lần đầu tiên ban cho đất phong, giang giật cái tên này tại địa sát giới là như sấm bên tai, không ai không biết không người không hay. Trọng yếu nhất chính là đám này địa sát quân liền là giang giật phủ quân sĩ, giang giật thế nhưng là bọn hắn phủ chủ A. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ, đùa giỡn giang giật hai vợ còn đồng ý đồ xấu, cái này như truyền đến giang giật trong tai toàn bộ người đều sống không được, đối với giang giật tới nói, bóp chết bọn hắn cùng bóp chết mấy cái kiến tộc thật không có khác nhau. Bịch, bịch, nghĩ tới đây toàn bộ địa sát quân không rét mà run, vội vàng bò lên, toàn bộ quỳ trên mặt đất, kia tiểu đội trưởng run giọng nói ra, hai vị phu nhân thứ tội, chúng ta có mắt không biết thái sơn, đắc tội hai vị phu nhân, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Ba ba ba, nói tiểu đội trưởng đối với mình mặt tả hữu khai cung, còn lại chính là sát quân học theo, nhao nhao tự mình và miệng, đem trong góc ngồi mấy chục cái phi thăng giả thấy choáng. Đám này vừa rồi như bức hống hống thượng giới đại nhân vật, như thế nào là cái này đức hạnh a? Hai tên nữ tử tự nhiên là tô như tuyết cùng doãn nhược băng. Còn có một cái y thiền, ba người là cùng một chỗ phi thăng. Lúc đầu y thiền cùng doãn nhược băng đã sớm có thể phi thăng, hai người đều chờ đợi tô như tuyết đột phá, sở dĩ đều áp chế tu vi, không có ngưng tụ thần hồn, trước đó không lâu tô như tuyết rốt cuộc đột phá ba người mới cùng một chỗ phi thăng không ngờ y thiền thế mà cùng hai người không có ra một cái phi thăng đài bên trên mới có thể náo ra vừa rồi phong ba mạch lăng thu năm đó phái người hạ giới đưa rất nhiều thần nguyên còn có mấy chục khối thần bia cùng một chút linh hồn vật đại bổ muốn phi thăng cần ba cái điều kiện đầu tiên là ngưng tụ thần hạch đệ nhị ngưng tụ thần hồn cái thứ ba là cảm giác mộ thiên địa pháp thì thần bia bên trong ngưng khắc cường đại pháp tác đạo văn chỉ cần thiên tư còn có thể người rất dễ dàng từ bên trong tìm hiểu ra pháp tắc áo nghĩa thần nguyên có thể làm cho võ giả nhanh chóng ngưng tụ thần hạch còn như thần hồn càng đơn giản hơn thượng giới linh hồn đại bổ thiên tài địa bảo nhẹ nhõm có thể làm cho mọi người ngưng tụ thần hồn y thiền cùng doãn nhược băng thiên tư không cần phải nói tôi như tuyết là đặc thù linh thể bởi vì cảnh giới thấp sở dĩ đột phá chậm điểm nhưng cũng không phải vấn đề lớn tại tôi như tuyết đột phá y thiền cùng doãn nhược băng cũng nhịn không được nữa nội tâm đối với giang giật tưởng niệm Ba người lập tức phi thăng. Ba ba ba, tiểu đội trưởng bọn người tay tát đều rất dùng sức, mặt đều đánh cho biến hình, Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược băng sắc mặt hai người mới hơi khá hơn một chút. Hai người trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo, nam nhân của các nàng liền là như thế ưu tú, lúc này mới tới thượng giới bao lâu, lại lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi một cái tên liền đem đám người này dọa thành dạng này. "Tốt, Tô Như Tuyết chờ giây lát." Lạnh giọng nói ra, lập tức mang bọn ta đi tìm phu quân mặt khác nghĩ biện pháp tìm tới chúng ta một cái khác tỉ muội việc này như vậy coi như thôi, nếu không. Hừ, đa tạ hai vị phu nhân, tiểu đội trưởng vội vàng đại hỷ, còn lại chính là sát quân âm thầm thở dài một hơi, như hai người thật muốn truy cứu, không chỉ có bọn hắn muốn chết, người nhà của bọn hắn một cái cũng đừng hòng sống. Ông, tiểu đội trưởng lập tức lấy ra thần châu mời hai người đi lên, đồng thời trước tiên đem việc này báo cáo, còn hỏi thăm doãn nhược băng tô như tuyết hy thiền dáng vẻ, để cho người ta tại giang giật phủ tất cả tiếp dẫn trong thần trận tìm kiếm. Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược Băng vừa mới phi thăng, đối với thượng giới tình huống là một khiếu không biết. Cái này thần châu là lần đầu tiên nhìn thấy, còn có địa sát trong nước cuồng bạo sóng biển, đất này sát giới nồng đậm thiên địa linh khí, hết thảy hết thảy đều là như vậy mới mẻ cùng kỳ dị. Bất quá hai người dù sao cũng là giang giật thê tử, tại thiên tinh giới kia là đế hậu, tầm mắt khí độ đều rất không tệ, nữ tử thận trọng để cho hai người không có ý tứ hỏi nhiều, tự lẳng lặng ngồi tại thần châu trước khoang thuyền, tên kia tiểu đội trưởng đứng ở một bên hầu hạ. ông vẻn vẹn qua mấy nén nhang thời gian, tiểu đội trưởng đưa tin ngọc phù tiểu phát sáng lên. tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái, liên thanh bẩm báo hai vị phu nhân, tiêu viên phủ chủ cùng độc linh viên phủ chủ đã tự mình dẫn người tới đón tiếp. ngoài ra còn có một vị phu nhân tìm được, ngay tại địa sát hải một cái tiếp dẫn trong thần trận, các ngài xem là đi trước cùng vị phu nhân kia tụ hợp, vẫn là trước cùng hai vị viên phủ chủ tụ hợp đi cùng thiền tỷ tỷ tụ hợp doãn nhược băng không có chút gì do dự hạ lệch tiểu đội trưởng lập tức khống chế thần châu chuyển hướng đồng thời đưa tin để mang theo y thiền thần châu hướng bên này phi hành doãn nhược băng nghĩ nghĩ có chút nghi ngờ hỏi hai vị viên phủ chủ tới đón tiếp chúng ta phu quân của chúng ta đâu hắn làm sao không đến tiểu đội trưởng giải thích nói hai vị phu nhân không nên hiểu lầm giang phủ chủ đi đãng ma quân không trên đất sát giới các ngươi đi trước giang giật thành đi đoán trừng giang phủ chủ nhận được tin tức hội theo đảng ma quân doanh trở về a à nha doãn nhược băng hai người bừng tỉnh đại ngộ trên mặt có chút nhàn nhạt thất lạc dù sao các nàng cùng giang giật phân biệt quá lâu quá lâu giờ phút này rốt cục phi thăng lại không thể trước tiên nhìn thấy hắn giang giật thành giang phủ chủ doãn nhược băng nhớ tới tiểu đội trưởng không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ hỏi thăm về đến chúng ta phu quân là phủ chủ phủ chủ tại thượng giới chức quan lớn không lớn a à. Tô như tuyết cũng tò mò nhìn sang hai người đối với thượng giới hoàn toàn không hiểu, coi là địa sát giới liền là thượng giới, cũng không biết phủ chủ là cái gì chức quan. Tiểu đội trưởng lại bị hỏi được sừng sốt một chút, hắn nghĩ nghĩ trả lời, giang phủ chủ là bị quân chủ sắc phong làm phủ chủ, phủ chủ chức quan. Tự nhiên tính toán rất lớn, bất quá giang giật đại nhân thanh danh lớn hơn. Đại nhân tại vạn giới đấu pháp bên trong thu hoạch được đấu văn đệ nhất, cùng quân chủ quan hệ phi thường tốt, cụ thể tiểu nhân cũng không biết nói thế nào, ta chỉ có thể nói giang phủ chủ tại toàn bộ địa giới đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. ách doãn nhược băng cùng tô như tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, hai người nghĩ tới giang giật có thể tại thượng giới lẫn vào không tệ, lại không nghĩ rằng lẫn vào tốt như vậy. tại thượng giới đều lừng lẫy nổi danh sao? doãn nhược băng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, giống như giang giật đã từng nói, huyền đế là vạn thánh giới nhất phía nam thiên tinh thành thành chủ, thành chủ hẳn không có phủ chủ địa vị cao, chẳng lẽ lại giang giật lẫn vào so huyền đế còn tốt? Còn có y phiêu phiêu, Giang giật đã như vậy nổi danh, có phải hay không đã tìm được mẹ hắn thân, đem y phiêu phiêu theo thần Sơn Hạ cứu ra. chương 1545, chúng ta muốn gặp phủ chủ. Rất rất nhiều nghi hoặc, doãn nhược băng cùng tô như tuyết không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Giang giật sau lại nói. Phi hành mười mấy cái canh giờ về sau, hai người rốt cuộc cùng y thiền hội hợp. Y thiền so hai người có chủ kiến một chút, vừa phi thăng đi lên cũng không có hoảng, mà là lập tức báo ra Giang giật danh tự, sở dĩ không ai dám đùa dỡn nàng, trước tiên đưa nàng đi gần nhất thành trì, đằng sau tiếp vào phía trên đưa tin mới hướng bên này chạy cùng doãn nhược băng hai người tụ hợp. Ba người tụ hợp sau đều thở dài một hơi, nội tâm đại định, chỉ chờ đi giang giật ở lại địa phương, để cho người ta đưa tin cho giang giật gặp mặt. Vù vù, tại mấy canh giờ sau, nơi xa tới vô số thần châu, cũng tới mấy vạn đại quân, đây là gần nhất một tòa thành trì bên trong sở hữu cường giả, Độc Linh tiếp vào tin tức sau trước tiên để phụ cận trong thành trì cường giả đi qua hộ tống. Mặc dù địa sát trong nước cũng không có cường đại hỗn độn thú, có được thần châu an toàn không có vấn đề. Nhưng ba người này thế nhưng là giang giật thê tử, Độc Linh làm sao dám chủ quan? Cái quả này hảo hảo ăn, như Tuyết tỷ tỷ ngươi có muốn hay không ăn một cái? Cái này thần châu thật thần kỳ a, à, lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Hi hi Thiên tỷ tỷ, những người kia tốt cường đại a, à, chúng ta phu quân quá lợi hại, lại có được nhiều như vậy cường đại thủ hạ. Thần Châu trước trong khoang thuyền Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền Tô như Tuyết ba người an tọa, thần Châu giờ phút này là trong suốt, ba người có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bên ngoài đếm không hết thần Châu. Cái kia tiểu đội trưởng cùng thành nhỏ thành chủ không dám vào tới quấy rầy mọi người, ngay tại sau khoang thuyền chờ lệnh. Doãn Nhược Băng tính cách tương đối hoạt bát linh động, ngồi một hồi ngồi không yên, đứng lên hiếu kỳ đánh giá, thỉnh thoảng thở nhẹ. Tô Như Tuyết tính cách tương đối lạnh, ngẫu nhiên nói tiếp, Y Thiền tương đối trầm ổn, cũng rất có đại tướng chi phong là chúng nữ đứng đầu, khóe miệng nàng ngậm lấy cười nhạt ý, nói tiếp, năm đó chúng ta thiên tinh giới có câu nói làm người làm như huyền đế, xem ra hẳn là đổi thành làm người làm như giang đế. Hi hi, doãn nhược băng nghịch ngợm thè lưỡi, thời gian trôi qua lâu như vậy, ba người dung nhan cũng không có quá nhiều biến ảo. Ba người tuổi còn trẻ tựu đạt đến cảnh giới rất cao, thọ nguyên cực kỳ dài, tăng thêm có các loại linh dược bổ dưỡng, dung nhan có thể già đi mới là quái sự đâu. Coi như giang giật đến thượng giới thật rất lâu, hạ giới thời gian coi là ít nhất có vài chục năm, Giang Giật cũng có hơn 40 tuổi. Đương nhiên nếu theo thượng giới thời gian tính toán, Giang Giật vẫn là một thiếu niên, y thiền bọn người chỉ có thể coi là thiếu nữ. Ba người ăn các loại linh quả, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, tưởng tượng lấy cùng Giang Giật gặp mặt tràng cảnh, thời gian ngược lại là qua thật nhanh. Hao tốn hạ giới mười mấy ngày thời gian, thần châu rốt cục đến phụ cận một tòa thành nhỏ. Ây, ba người đứng tại trước khoang thuyền, nhìn qua phía trước tòa kia to lớn cự thành, nhìn qua thành trì trước lít nha lít nhít đứng đấy cường giả cảm nhận được những cường giả kia trên thân toát ra tới khí tức cường đại trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc các nàng đều biết giang giật hỗn suốt đầu lại không nghĩ rằng thế mà có được nhiều như vậy cường đại thủ hạ và thành nhỏ kia bên ngoài giờ phút này đứng đấy cường giả thế nhưng là đạt đến trăm vạn ba vị phu nhân hai vị viên phủ chủ dẫn người tới đón tiếp các ngươi thành nhỏ thành chủ vào đây cung kính xin chỉ thị y thiền sắc mặt khôi phục bình thường ngạo nghễ gật đầu nói đi thôi Doãn nhược băng cùng tô như tuyết đi theo y thiền đi ra phía ngoài, ba người vừa mới đột phá thực lực cũng không mạnh mẽ không cách nào phi hành, ra buồng nhỏ trên tàu ba người chỉ có chân ngọc một điểm, bay xuống xuống dưới. Bá bá bá, trăm vạn cường giả toàn bộ nhìn chăm chú lên ba người, doãn nhược băng cùng tô như tuyết có chút không bình tĩnh, chỉ có y thiền khí chàng rất đủ, ngạo nghễ đứng ở trước mọi người mới. Bịch, một đạo chỉnh tề tiếng vang trầm trầm lên, phụ cận mặt đất cũng hơi chấn động, độc linh tiêu hoàng mang theo giang giật phủ sở hữu thành chủ cùng đại nhân vật toàn bộ một gối quỳ xuống, quát khẽ tham kiến ba vị phu nhân. Trăm vạn người, trăm vạn cường giả, giang giật phủ có mặt mũi đều tới, nhiều người như vậy quát khẽ, thanh âm chấn thiên động địa, doãn nhược băng cùng tô như tuyết đều thân thể mềm mại run lên, y thiền vẫn là bất động thanh sắc, mặt không thay đổi mở miệng nói, đều đứng lên đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào đứng dậy, bởi vì độc linh không có tiêu hoàng xem độc linh không có cũng không dám những người còn lại gặp hai người không có đứng dậy tự nhiên cũng không dám động độc linh đầu thật sâu cúi xuống trong mắt đều là vẻ thống khổ giang giật ba vị thê tử phi thăng giang giật nhưng đã chết độc linh cũng không biết như thế nào cùng ba người bàn giao giờ phút này cũng có chút không dám gặp ba người bất quá độc linh rất nhanh khôi phục lại sắc mặt khôi phục bình tĩnh đứng lên nói mời ba vị phu nhân tiên tiến thành nghỉ ngơi trễ chút chậm rãi truyền tống về phủ hắc thần tham kiến y tiểu thư, doãn tiểu thư, tô tiểu thư. Độc linh bọn người sau lưng, một đạo hắc ảnh vọt ra không người hành lễ, y thiền ba người lập tức nhãn tình sáng lên, hắc thần mặc dù là yêu hoàng nhưng là mình người, mặc dù ba người không gặp được giang giật, nhưng có thể nhìn thấy hắc thần ba người rất cảm thấy thân thiết, nội tâm triệt để yên tâm lại. Hắc thần, vào thành rồi nói sau, nhiều người như vậy tại, y thiền cũng không có nói cái gì, chỉ là yêu nhã phất phất tay, mang theo doãn nhược băng hai người bị độc linh bọn hắn quần tinh cùng nguyệt hướng thành nội đi đến, tiến vào phủ thành chủ một cái xa hoa tòa thành đâu. Độc linh tự mình tỏa chấn tại tòa thành phụ cận, ngoại trừ tiêu hoàng này một ít đại nhân vật bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được quấy nhiễu ba người. Tòa thành bên trong hết thảy đồ vật đều là xa hoa nhất, ăn chính là tốt nhất, hắc thần một mực làm bạn ba người, cho ba người giảng thuật giang giật sau khi phi thăng sự tình, cùng địa giới một chút tình huống căn bản. Chọn vẹn giảng thuật mấy canh giờ, ba người mới hiểu được Giang giật đoạn đường này đi tới gian khổ, cũng biết Giang tiểu nô cùng y phiêu phiêu sự tình. Sau khi nghe xong, y thiền mở miệng hỏi, hắc thần, chúng ta tới tin tức, đã truyền cho Giang giật sao? Cái này, không rõ ràng, hắc thần mặc dù là Giang giật theo thiên tinh giới dẫn tới, nhưng thực lực quá thấp, cũng không có tư cách lẫn vào Giang giật sự tình. Sở dĩ hắn suy nghĩ một chút nói cái này muốn hỏi độc linh cùng tiêu hoàng hai vị đại nhân. Vậy ngươi đi đem bọn hắn gọi vào đi, y thiền phi thường có khí chàng mặc dù đối mặt một đám thực lực không biết cao hơn nàng gấp bao nhiêu lần cường giả, nhưng không có nửa điểm luống cuống. Nội tâm của nàng phi thường có lực lượng, bởi vì nàng là giang giật nữ nhân, những người kia lại là giang giật thủ hạ. Độc Linh cùng Tiêu Hoàng vào đây, Y Thiền mở miệng hỏi, hai vị, ba người chúng ta tới tin tức, các người phải chăng đưa tin cho phủ chủ. Cái này, Mạch Lăng thu phong tỏa tin tức, Tiêu Hoàng cũng không cảm kích, hắn cũng không có quyền, Độc Linh sau khi trở về độc bá phủ vực tất cả quyền lực, hắn tự nhiên không thể đưa tin cho giang giật hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu cho độc linh độc linh mặt không biểu tình đôi mắt lại ảm đạm xuống tới đưa tin làm sao đưa tin giang giật đều đã chết rồi hắn cho ai đưa tin a à? nghĩ đến một trận độc linh chỉ có thể trầm giọng nói ra ba vị phu nhân yên tâm thuộc hạ đã sắp xếp người đưa tin cho thiếu chủ bất quá thiếu chủ tại đảng ma quân doanh đảng ma quân kỷ phi thường nghiêm ngặt đoán chừng thiếu chủ thời gian ngắn là không về được thời gian ngắn y thiền lông mày nhíu lại lạnh giọng hỏi, thời gian ngắn là bao lâu, cho cái thời gian chính xác. Độc Linh nghĩ nghĩ, nội tâm cắn răng nói ra, ngắn nhất muốn 3 năm, dài nhất. Có thể muốn 5 năm, 3 năm, y thiền ba người biến sắc, hắc thần cùng các nàng giải thích, thượng giới 3 năm thế nhưng là hạ giới 300 năm A. ba người thật vất vả phi thăng, lại muốn tại 300 năm sau mới có thể nhìn thấy giang giật. Y thiền trong mắt hàn quang lóe lên, phi thường quả quyết quát lạnh nói, không được, độc linh, người lập tức nghĩ biện pháp đem chúng ta ba người đưa đi đáng ma quân doanh, chúng ta muốn đi gặp phủ chủ. chương 1546, bản nguyên áo nghĩa nhập môn. Độc linh nhức cả trứng, giống như giang giật thật tại đáng ma cốc, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem ba người đưa đi cùng giang giật đoàn tụ. Muốn đưa các nàng đi kỳ thật cũng đơn giản, tìm mạch lăng thu hoặc là địch minh đều vấn đề không lớn, vấn đề là giang giật chết ha, đưa các nàng đi đáng ma cốc làm gì viên kia thần thụ tà dị hành vi làm cho tất cả mọi người đều coi là giang giật chết rồi độc linh tự mình đi dò xét một lần nội tâm phi thường xác định hắn sở dĩ hồi trở lại giang giật phủ liền là nghĩ thay giang giật giữ vững cái này phủ vực thay giang giật thủ hộ thân nhân của hắn cùng tộc nhân nếu như không có giang giật hắn độc linh giờ phút này còn đi theo hiên viên lăng yên như qua phố lão thử một khi bại lộ thân phận liền sẽ người người kêu đánh cả một đời không thể nào quang minh chính đại còn sống giang giật là y phiêu phiêu nhi tử Y phiêu phiêu lại là mị ảnh tộc hoàng tộc, độc linh nội tâm đã sớm nhận định hắn là thiếu chủ, đi theo giang giật trong lòng của hắn an tâm, còn cơ duyên xảo hợp tìm hiểu thần linh đâm, để hắn độc linh danh tự vang vọng toàn bộ địa giới, để y đồ đều hữu tâm mời chào hắn. Sở dĩ độc linh một lòng nhận định giang giật người này, quyết định cả một đời trở thành giang giật người hầu, thủ hộ cơ nghiệp của hắn cùng tử tôn muôn đời, thẳng đến chết giả kia một ngày. Y thiền ba người cảnh giới rất thấp, đối với độc linh tới nói như ba con sâu kiến, nhưng độc linh trong lòng đã đem các nàng xem như thiếu phu nhân. Giờ phút này tự nhiên không muốn để cho các nàng đến một lần địa giới tự bất ngờ nghe tin dữ, ít nhất cũng phải các nàng trước thích ứng địa giới sinh hoạt, thực lực trở nên cường đại, có năng lực chịu đựng lại nói cho các nàng biết. Độc linh nghĩ nghĩ, có chủ ý, rất sảng khoái nói ra, được rồi, ba vị phu nhân, ta sẽ mau chóng an bài. Bất quá ba vị phu nhân linh hồn quá yếu, đãng ma quân doanh cũng không tại địa giới, cần truyền tống phi thường khoảng cách xa. Linh hồn của các người khẳng định không thể thừa nhận, có thể sẽ sụp đổ, sở dĩ ba vị phu nhân như muốn đi tìm thiếu chủ, nhất định phải đem tăng lên linh hồn cùng cảnh giới. Ba vị phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ tìm tìm rất nhiều linh dược, để ba vị phu nhân nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng linh hồn. Tiêu Hoàng nghĩ nghĩ, vội vàng nói tiếp, không sai, ba vị phu nhân linh hồn. Có chút yếu, đoán chừng truyền tống về Lam Ưng Sơn đều phải tốn phí thời gian rất lâu, là không cách nào truyền tống đi đãng ma quân doanh. Ba vị phu nhân an tâm chớ vội, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giúp các ngươi tăng thực lực lên. Kỳ thiền ánh mắt ném hạ hắc thần, hắc thần tới lâu như vậy, đối với địa giới thường thức vẫn là hiểu một chút, hắn nhẹ gật đầu biểu thị độc linh hai người cũng không có lừa các nàng. Tốt à, kia chế trúc tựu truyền tống về phủ, chúng ta muốn lập tức bế quan. Kỳ thiền hạ lệnh, 300 năm thời gian các nàng có thể đợi không được. Đối với các nàng tới nói 300 năm quá lâu quá lâu, nếu là 300 năm không cách nào cùng giang giật gặp mặt vậy còn không như chết đi đâu. Nghỉ ngơi một hồi, độc linh tiêu hoàng mang theo ba người bắt đầu truyền tống. Truyền tống hai lần về sau, y thiền ba người phát hiện linh hồn của các nàng hoàn toàn chính xác quá yếu quá yếu, truyền tống hai lần lại có chút hoa mắt váng đầu, muốn ngất đi cảm giác. Độc linh lập tức mang theo ba người đi vào trong thành tốt nhất khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời làm một chút phổ thông linh hồn bổ dưỡng linh dược cho ba người trước phục dụng, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn truyền tống bán nguyệt thời gian, mọi người mới đến Lam Ưng Sơn. Chống đỡ một chút đạt Lam Ưng Sơn, ba người thu xếp tốt sau nghỉ ngơi một ngày, lợi mã tiến vào trong núi vạn lần tu luyện mật thất tu luyện, độc linh cùng tiêu hoàng bắt đầu tìm kiếm linh hồn bổ dưỡng linh dược, liên tục không ngừng cho ba người đưa đi. Bất quá, độc linh ở chỗ này động một cái tiểu tâm tư, linh dược đưa đến cũng không cao cấp, đồng thời nói cho ba người cần đem linh hồn tu luyện tới thần tướng đỉnh phong mới có thể thừa nhận được truyền tống trận đối với linh hồn xé rách. Sở dĩ dựa theo trước mắt tiến độ, ba người ít nhất cần thượng giới thời gian 10 ngày mới có thể đạt tới cảnh giới này, đến lúc đó độc linh mới chuẩn bị nói cho ba người chân tướng. Giang giật còn đang bế quan, hắn mơ mơ hồ hồ cũng không biết rõ đã qua hơn 10 ngày, hắn tiềm thức còn đang chờ âm thú công kích đâu. Hắn tự nhiên cũng liền không biết rất nhiều người bởi vì tìm không thấy hắn hồn đoạn đau lòng, càng không biết hắn thích nhất ba cái thê tử đã phi thăng, giờ phút này ngay tại Lam Ưng Sơn. Xếp bằng ở dưới cây thần, thiên lực tốc độ tu luyện nhưng so sánh nguyên thủy bí cảnh, hắn tương đương tại nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện 13 ngày. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện phía dưới, thiên lực của hắn như tên lửa tăng trưởng. Trước kia hắn thiên lực cảnh giới vẻn vẹn, vẹn vừa đột phá thần vương cảnh, tu luyện 13 ngày, thiên lực hùng hậu trình độ đều có thể sánh vai giai thần vương. Thiên lực tốc độ tăng, Giang Giật Kỳ thật cũng không có chú ý, giống như hắn chú ý lời nói, đoán chừng cũng sẽ biết rõ thời gian trôi qua rất lâu. Hắn sở dĩ như thế đắm chìm vào, quên hết tất cả, quên đi hết thảy, là bởi vì một cái trọng yếu nguyên nhân. Bản nguyên áo nghĩa hắn rốt cục nhập môn, cầm trong tay thần thụ diệp, hắn lúc tu luyện cảm giác tựa như tại đạo thiên bí cảnh bên trong, không chỉ có não hải chuyển động cực nhanh, mà lại mạch suy nghĩ phá lệ rõ ràng. Mấu chốt nhất là tại dưới cây thần hắn cảm ngộ ba bốn ngày sau, hắn không hiểu có loại xúc động, hắn truy tìm lấy cái này tia xúc động, chậm rãi lại đem bản nguyên áo nghĩa cho cảm ngộ nhập môn. Bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa thần thông bí thuật, khó khăn nhất liền là nhập môn, bởi vì không vào cái cửa này, người vĩnh viễn không biết hướng phương hướng nào đi. Tiến vào cái cửa này sau bất luận điểm cuối cùng xa bao nhiêu, đường xá đến cỡ nào khó đi, một đường đi tới người cuối cùng cũng có một ngày có thể đến điểm cuối. Giang giật tiến vào cái cửa này về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn bước thiết muốn đem bản nguyên áo nghĩa triệt để cảm mộ, đạt tới đại viên mãn chi cảnh, như thế chờ hắn thiên lực tu luyện ra, hắn liền là phong vương cấp cường giả. Ý nghĩ của hắn không sai, bất kỳ người nào đạt được một cái bảo vật đều nghĩ nắm chặt trong tay lập tức luyện hóa nó triệt để để nó biến thành đồ vật của mình nhưng hắn đánh giá thấp bản nguyên áo nghĩa huyền diệu nếu như nói một cái cấp thấp pháp tác nhập môn đến đại thành chỉ có một đầu dài trăm trượng con đường như vậy cái này bản nguyên áo nghĩa theo nhập môn đến đại thành tuyệt đối có một vạn con đường mỗi lần con đường còn có dài vạn trượng càng lĩnh hội càng thôi diễn càng xác minh giang giật phát hiện cái này bản nguyên áo nghĩa càng huyền diệu hắn cũng không dám dừng lại Sợ giờ phút này tốt như vậy cả mộ thời cơ bị đánh gãy. Về sau muốn tìm hiểu có thể muốn càng lâu thời gian, sở dĩ nội tâm của hắn không có hiển hiện nguy hiểm chí mạng tiến đến báo động, hắn dứt khoát cái gì đều mặc kệ, một lòng yên lặng đi vào, không ngừng thôi diễn xuống dưới. 13 ngày, 14 ngày, 15 ngày, 16 ngày. Thiên lực tốc độ tu luyện quá nhanh, giang giật thần hạch bên trong thiên lực đã nhanh đạt tới hơn phân nửa, chờ đạt tới hơn phân nửa về sau, thiên lực liền sẽ lại biến sắc thiên lực của hắn cảnh giới sẽ đạt tới diệt ma chiến thần cấp bậc. Các loại chờ thiên lực toàn bộ tu luyện đầy, thần hạch hội dị biến, đến lúc đó liền là phong vương cấp. Tại thần thụ chủ động phụ trợ dưới, Giang Giật phi thường an nhàn tu luyện, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, tỷ như thần thụ chủ động để hắn tỉnh lại, hoặc là hắn tu luyện đến bình cảnh loại hình, đoán chừng hắn hội một mực tu luyện. Phía sau hắn thần thụ tuyệt đối là thành tinh, trên cành cây thỉnh thoảng hội ngưng tụ ra một tấm nữ nhân mặt, gương mặt kia vô cùng yêu diễm, mỗi lần chỉ là xem Giang giật vài lần, sau đó cười cười lại biến mất không thấy. chương 1547, ta phi thường xác định hắn không chết. Thế giới này vĩnh viễn sẽ không bởi vì một người không tại, tựu đình chỉ phồn hoa. Thiếu một cái Giang giật địa sát giới đồng dạng náo nhiệt, đáng ma cốc đồng dạng ồn ào, nên ăn thì ăn, nên quát quát, nên chơi gái đồng dạng chơi gái, nhiệm vụ tiếp tục chấp hành, chiến công tiếp tục kiếm. Kỳ thanh trần mang theo hỏa phượng quân không ngừng chấp hành nhiệm vụ, hỏa phượng quân càng ngày càng lớn mạnh, nhân số đã mở rộng đến 500 người. Quy cách một mực không thay đổi, không đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới là không thể vào đây, công tử ca hết thảy không muốn. Hỏa phượng quân càng ngày càng cường đại, hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng nhẹ nhàng, nhận nhiệm vụ cũng là hỏa phượng quân ưu tiên, đây chính là ô thiên vương tự mình hạ lệnh. Hỏa phượng quân tại vô số lần chiến đấu về sau, trở nên dị thường đoàn kết, lúc chiến đấu trở nên phi thường ăn ý, Bất quá rất nhiều người hay là phi thường hoài niệm giang giật ở thời điểm, bởi vì có hắn tại mọi người chiến đấu hội càng thêm nhẹ nhõm hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí xâm nhập. Giang giật cái tên này tại hỏa phượng quân là cấm kỵ, kỳ nguyệt kỳ hà lặp đi lặp lại bàn giao, bất kỳ người nào đều không được nhắc lên cái tên này. Mà lại hỏa phượng quân bất kỳ địa phương nào nhiệm vụ đều sẽ tiếp, duy chỉ có kiếm sát bí cảnh, luyện ngục bí cảnh nhiệm vụ xưa nay không tiếp. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà biết rõ Kỳ Thanh Trần mặc dù cái gì cũng không nói, bình thường cũng điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng nàng nội tâm khẳng định có một cái u cục, một cái không giải được hết. Kỳ Thanh Trần từ đầu đến cuối cho rằng, Giang Giật là bởi vì hắn mới chết đi. Là bởi vì Du Thiên Nghịch muốn mê ra nàng, mới có thể xung quan giận dữ, giết nhiều người như vậy. Kỳ Thanh Trần thực lực rất mạnh, chưa từng có ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra yếu ớt, nhưng nàng bản chất là một nữ nhân, đây là không cách nào cải biến sự thật. Khoảng cách Giang Giật vào luyện ngục bí cảnh, đã dòng dã 20 ngày. Đãng ma cốc bên trong rất nhiều người đã quên đi giang giật, hoặc là nói không ai nguyện ý đi nhắc lên cái tên này, tự liền mạch hoài tang tựa hồ cũng triệt để lãng quên giang giật. Chỉ là mỗi lần trở lại tòa thành về sau, mạch hoài tang mới có thể lờ mờ nhớ tới giang giật dáng vẻ, không hiểu cảm giác có một ít hoảng hốt. Địa sát giới, giang giật phủ, làm ưng sơn một cái tòa thành bên trong, y thiền ngồi tại chủ vị, doãn nhược băng cùng tô như tuyết đứng ở sau lưng nàng. Đi vào địa sát giới đã 7 ngày, hạ giới thời gian trôi qua gần 2 năm, ba người cảnh giới đều đạt đến thần tướng cảnh, linh hồn đạt đến thần tướng đỉnh phong. Hắc thần, để tiêu hoàng cho độc linh, để hắn trong vòng một canh giờ quay lại đây gặp ta, bằng không hắn về sau cũng không cần tới gặp chúng ta. Y thiền bão nổi, các nàng niên cuồng tu luyện, trước thời gian đem linh hồn tăng lên tới thần tướng đỉnh phong, ba người đồng thời xuất quan. Nhưng ở nơi này đợi dòng giã 78 canh giờ, độc linh nhưng vẫn không có xuất hiện, nghe nói là ra ngoài xử lý sự vụ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về y thiền là nhân vật bậc nào nàng kỳ thật đã sớm cảm giác được không ổn bởi vì nàng quen thuộc giang giật như giang giật biết rõ các nàng tới khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về đều đi qua hạ giới thời gian 2 năm giang giật ảnh tử cũng không thấy một cái trong này khẳng định có vấn đề y thiền nổi giận độc linh tại sao nửa canh giờ đúng giờ xuất hiện hắn kỳ thật thật đúng là có chút việc phải xử lý không có lập tức trở về đến tự nhiên cũng không muốn gặp y thiền ba người nghĩ lại kéo một đoạn thời gian Y Thiền nổi giận hắn cũng không dám không trở lại. Độc Linh tham kiến ba vị phu nhân, hắn như một đạo quỷ ảnh nhẹ nhàng vào đây, cung kính hành lễ, lập tức nhìn lướt qua ba người, lần nữa khom người nói chúc mừng ba vị phu nhân tu vi phóng đại. Bớt nói nhiều lời, Y Thiền trong mắt đẹp hàn quang lập lè, mặc dù chỉ có thần tướng cảnh, nhưng khí chàng lại không thể so với tiêu hoàng tranh lệch, nàng lạnh giọng nói ra, Độc Linh. Ba người chúng ta linh hồn đều đạt tới thần tướng đỉnh phong, có thể mang bọn ta đi đãng ma cốc đi. Ây, Độc Linh đôi mắt nhất chuyển, trần chờ một chút, trầm giọng nói ra, ba vị phu nhân kỳ thật không cần phải gấp gáp đi đáng ma cốc, trước đó không lâu ta bị chủ nhân đưa tin, hắn nhiều nhất 10 ngày liền sẽ trở về. Ba vị phu nhân, truyền tống đi Đãng ma cốc rất phiền phức, cần mạch lăng thu đại nhân lên tiếng, mạch lăng thu đại nhân thế nhưng là địa sát giới nhân vật số 2. Ngậm miệng, y thiền đột nhiên trùng điệp đập bên cạnh cái bàn một trường, cái bàn kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nàng đầy mắt đều là lạnh ý, tựa như một cái phát huy sư tử cái, thình linh đứng lên khẽ kêu nói, độc linh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám kỳ lừa gạt chúng ta có phải hay không xem chúng ta ba người đều là nhược nữ tử dễ khi dễ hắc thần nói ngươi là phu quân thủ hạ trung thành nhất, ngươi chính là dạng này trung thành có phải hay không muốn chúng ta chính mình đi đáng ma cốc A. À? Không thể không nói y thiền khí chàng thật rất mạnh, rất có giang giật mấy phần uy thế, nàng một phát huy độc linh đều có chút luống cuống. Nếu như là một cái nam nhân như thế đối độc linh nói chuyện, Đoán chừng hắn hội cầm dao găm cho hắn mấy đao, là một nữ nhân hay là hắn thẹn trong lòng chủ mẫu, hắn ngược lại lại sợ lại hoảng. "Phu nhân, ta, Độc Linh nghĩ giải thích vài câu, nhưng nhìn xem y thiền cặp mắt kia cái gì cũng không dám nói." Hắn thật sâu hít hai cái khí, đột nhiên một gối trùng điệp quỳ xuống, cúi đầu xuống đi, cắn răng nói ra, "Ba vị phu nhân, Độc Linh có tội, thiếu chủ hắn." Hắn đã về cõi tiên, oanh, tựa như tinh nhật lên như kinh lôi, y thiền ba người thân thể mềm mại run lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt, doãn nhược băng bạch nhãn một phen kém chút ngất đi, tô như tuyết vội vàng run rẩy thân thể đỡ lấy doãn nhược băng. Tô như tuyết ký ức phong ấn cũng không có giải khai, nhưng nàng sâu trong linh hồn vẫn nhớ giang giật là nàng người trọng yếu nhất, đằng sau cùng giang giật đại hôn về sau, cũng cả một đời nhận định hắn. Ba người ngày nhớ đêm mong, thiên tân vạn khổ phi thăng, lại tại cái này đợi uổng công hai năm, cuối cùng lại đạt được một cái kinh thiên tin giữ. Người gạt người, y Thiên mặc dù sắc mặt biến đến trắng bệch, nhưng thần sắc cũng không có bối rối nàng con ngươi nhất chuyển lạnh giọng nói ra phu quân không chết độc linh ngươi đừng muốn nói bậy thuộc hạ muôn lần chết độc linh trùng điệp dập đầu đi lên không tiếp tục giải thích cái gì cũng không có để ý y thiền lời nói tự không ngừng dập đầu không ngừng thỉnh tội nhược băng như tuyết các ngươi chấn định một chút y thiền khẽ kêu đem doãn nhược băng cùng tô như tuyết bừng tỉnh về sau nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua độc linh vẫn nổ quát độc linh ngươi đứng lên cho ta nghe rõ ràng ta phu quân ta không chết, như hắn chết ta lại có cảm ứng, ta phi thường xác định hắn không chết, nghe hiểu sao. Ách, à, độc linh cùng doãn nhược băng tô như tuyết đều đầy mắt chấn kinh ngạc nhìn qua y thiền, doãn nhược băng hai người đột nhiên nhớ tới cái gì đôi mắt đẹp sáng lên, doãn nhược băng run giọng hỏi, thiền tỷ tỷ, người thật có thể cảm ứng, không phải là ngươi linh thể. Không sai, y thiền phi thường khẳng định nói ra, ông trời của ta lôi chân thể rất đặc biệt, trong thân thể ta có phu quân lưu lại ấn ký, như hắn chết, cái này ấn ký hội biến mất. a à, độc linh lần nữa khẽ giật mình, lập tức bờ môi run run mấy lần, nuốt xuống một miếng nước bọt, hỏi, phu nhân, người xác định không có nói đùa. Kỳ thiền phi thường khẳng định gật đầu nói, xác định. hưu độc linh trong đôi mắt trong nháy mắt quang mang vạn trược, hắn nhanh chân đi ra phía ngoài, thanh âm nhẹ nhàng vào đây, ba vị phu nhân ở nhà an các loại, ta nhất định sẽ đem thiếu chủ mang về. Dừng lại, chạy trở về đến, Y thiền dùng thiên lực quán chú chợt quát một tiếng, độc linh chỉ có thể lần nữa nhẹ nhàng trở về, y thiền âm thanh lạnh lùng nói, mang theo ta đi, trong thân thể ta ấn ký có thể cảm ứng phu quân phương vị. Chúng ta cũng đi, doãn nhược băng cùng tô như tuyết chăm miệng một lời nói. Tốt ha, đều đi, độc linh nghĩ nghĩ, quyết định mang theo ba người đều đi đáng ma cốc. Hắn chuẩn bị đi trước cầu kiến địa sát quân chủ, nhưng đất sát quân chủ phái cường giả đi theo, đi đáng ma cốc lại tìm kỳ thanh trần cùng đi luyện ngục bí cảnh nhiều như vậy cường giả đi theo, ba người an toàn có cam đoan. Hắn không tại giam giật phủ, vạn nhất ba người ra nửa điểm vấn đề, hắn tự muôn lần chết không thể chuộc tội. Hưu, bốn người nhanh chóng hướng ra phía ngoài lướt tới, độc linh truyền âm để tiêu hoàng tiếp quản phủ vực sự tình, mang theo ba người thẳng đến truyền tống trận. Trường 1548, Giang giật phủ chúng ta không muốn. Thiếu gia chết, vừa rồi y thiền phát huy, hắc thần không dám hỏi nhiều, chờ bốn người rời đi về sau, hắn mới mê mang mơ hồ thì thào. Đáng tiếc Giang Giật thật lâu trước tụ giải trừ tinh thần của hai người liên hệ, hắn không còn là Giang Giật linh thú, nếu không giờ phút này ngược lại là có thể nhẹ nhõm phán đoán Giang Giật sinh tử. Như hắn vẫn là Giang Giật linh thú, Giang Giật chết hắn cũng không sống nổi. Thiếu ra, người nhất định muốn sống sót a, à, Thiên Thiên công chúa cũng nhanh muốn phi thăng đi Hắc Thần yên lặng lẩm bẩm, ánh mắt bỏ ra bầu trời xa xa, đôi mắt chỗ sâu đều là sầu địa sát thành, độc linh bốn người truyền tống tới lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, y thiền ba người thực lực rất thấp, nhưng tư sắc và khí chất đều là tuyệt đỉnh, mấu chốt là y thiền khí chàng, cùng nàng thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Ba vị phu nhân, mời tới bên này, độc linh ở phía trước cung kính dẫn đường, thủ hộ truyền tống trận rất nhiều địa sát quân đều nhận biết độc linh, dù sao cũng là giang giật thủ hạ. Một chút địa sát quân nhao nhao kinh nghi. Phu nhân chẳng lẽ là giang giật thê tử chỉ là bọn hắn trong ấn tượng giang giật giống như cũng không có cưới vợ a? Chư vị, đi thông bẩm thoáng cái phó các chủ, liền nói độc linh cầu kiến. Tiến vào địa sát lâu đài, độc linh mang theo ba người đi lầu hai, tại một cái đại điện bên ngoài chờ mạch lăng thu tiếp kiến. Xa xa xa, không lâu lắm mạch lăng thu tự mình đi ra, hắn đối với độc linh vẫn là rất xem trọng, độc linh cảm mộ thần linh đâm, tiềm lực quá tốt đẹp lớn. Mạch lăng thu sau khi ra ngoài nhìn lướt qua y thiền ba người, đầu tiên là khẽ giật mình lập tức tỉnh mộ lại nói, độc linh, ba vị này là giang giật thê tử A. Đúng, Độc Linh gật đầu nói, nhìn một cái y thiền ba người, giới thiệu nói, ba vị phu nhân, vị này là phó các chủ mạch đại nhân, trước đó đối với phủ chủ rất là chiếu cố. Gặp qua mạch đại nhân, y thiền ba người vội vàng cúi người hành lễ, ai, vào đây ngồi đi, mạch lăng thu khe khẽ thở dài, quay người đi vào trong chính điện, hắn mang theo mọi người ngoặt vào bên cạnh một cái phòng khách nhỏ. Đám người ngồi xuống, hạ nhân dâng lên trà bánh về sau, hắn mới mỉm cười nói ra, đã sớm nhận được tin tức biết rõ ba người các ngươi phi thăng, đáng tiếc bản tỏa công việc bề bộn liền không có vấn an các ngươi, tại Lam Ưng Sơn lại đến còn quen thuộc a à các ngươi không cần giữ lễ tiết, Giang Giật đã từng từng cứu mạng của ta, xem như người một nhà. Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược Băng đồng dạng tại đại trường hợp cũng sẽ không nói chuyện, giao cho Y Thiền đi ứng phó, Y Thiền mang theo hai người lần nữa đứng dậy sau khi hành lễ nói ra, đa tạ mạch đại nhân quan tâm, chúng ta hết thảy bình an, liền là hơi nhớ Nhung phu quân. Ây, Mạch Lăng thu ánh mắt ảm đạm xuống tới, dừng một chút hỏi, lần này các ngươi đến đây nhưng có sự tình cứ nói đừng ngại, chỉ cần bản tỏa có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không chối từ. Y thiền không có nói chuyện, mà là đem ánh mắt bỏ ra độc linh. Độc linh đứng lên nói, là như vậy, phó các chủ, chúng ta bốn người muốn đi một chuyến luyện ngục bí cảnh, mặt khác muốn hỏi ngươi muốn một chút cường giả hộ tống xuống. Đi luyện ngục bí cảnh, Mạch Lăng thu khẽ giật mình, mặt trầm xuống dưới, khiển trách, hồ nháo, bản tọa đã từng dẫn người đi dò xét qua, giang giật đã hài cốt không còn, các ngươi đi luyện ngục bí cảnh còn có cái gì ý nghĩa nơi đó nguy hiểm như thế, lần trước chúng ta đều gấp làm giảm các vị cường giả, việc này vạn vạn không được. Độc Linh có chút trần chờ bất định, Y Thiền đứng lên nói, đại nhân, phu quân ta không có chết. Ta mười phần xác định điểm này, còn xin đại nhân hỗ trợ, thiếp thân ba người cảm động đến rơi nước mắt. Không chết, Mạch Lăng Thu cười lạnh một tiếng nói, đã qua hai mươi ngày, đừng nói giang giật chút thực lực ấy, coi như bình thường phong vương cấp cường giả đều đã chết, dù thiên vương đi vào thời gian dài như vậy đồng dạng hữu tử vô sinh, độc linh ngươi cho rằng giang giật còn có thể còn sống sao. Cái này, độc linh càng thêm trần chờ mạch lăng thu thực sự nói thật, chính hắn từng tiến vào luyện ngục bí cảnh, biết rõ bên trong kinh khủng. Hắn có chút hồ nghi nhìn y thiên, nàng có phải hay không lừa hắn, mục đích là muốn đi vào tìm xem giang giật thi thể, hay là... Là muốn cùng giang giật chôn cùng, độc linh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, phu nhân, Mạch Đại Nhân nói là tình hình thực tế, thiếu chủ tiến vào một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Nếu như ta một người đi vào, ở bên trong tuyệt đối sống không quá nửa ngày, thiếu chủ lại tiến vào 20 ngày. Không, Y Thiền Phi thường khẳng định nói ra, phu quân thật không chết, ta dùng tính mệnh đảm bảo, nếu có nửa câu nói ngoa, ta chết không yên lành. Y Thiền lập xuống thể độc, Mạch Lăng thu cùng độc linh vẫn còn có kinh nghi bất định. Hai người hoài nghi ba người có phải thật vậy hay không muốn đi vào tuẫn tình Mạch Lăng Thu suy nghĩ một chút nói, không phải ta không giúp đỡ, triệu tập nhiều như vậy cường giả đi vào, cần quân chủ cho phép. Quân chủ đã bế quan, lần trước ta muốn đi gặp hắn, đều vào không được vô danh đảo, sở dĩ. Chuyện này ta vô năng bất lực, y thiền sắc mặt thoáng cái trở nên băng hàn, doãn nhược băng cùng tô như tuyết ánh mắt lộ ra một tia luống cuống, tới nơi này hai năm, đối với địa giới ngược lại là có một ít hiểu rõ. Các nàng phi thường tinh tường bằng vào ba người thực lực, chỗ nào cũng đi không được, cái gì cũng không làm được. Y thiền đôi mắt đẹp lấp lóe, rất nhanh có chủ ý, nàng trầm giọng nói ra, đã mạch đại nhân không cách nào điều người hộ tống chúng ta, cái kia thanh chúng ta truyền tống đi đáng ma cốc cũng có thể a chính chúng ta đi tìm phu quân tốt. Không được, mạch lăng thu lạnh lùng đứng lên, khiển trách ba người các người điên rồi sao muốn đi chịu chết, coi như các người đi đáng ma cốc, đáng ma cốc người khẳng định cũng sẽ không để các người đi luyện ngục bí cảnh. Các người cố gắng tại Lam Ưng Sơn ở lại, cái nào đều không cần đi. Lúc đầu Giang Giật Phủ là muốn thu hồi, đã các ngươi tới, cái này giang giật phủ tựu cho các ngươi, để các ngươi thế hệ kế thừa. Bảo vệ các ngươi nhất mạch vạn thế vinh hoa, ta cũng coi như cho Giang giật có cái bản giao. Giang giật phủ chúng ta không muốn, y thiền tính khí cùng Giang giật không kém cạnh, nàng lạnh giọng nói ra, đại nhân, Giang giật phủ ngươi có thể thu hồi, ta chỉ cần ngươi đem chúng ta truyền tống đi đáng ma cốc, còn lại sự tình không cần làm phiền đại nhân. Giống như đại nhân yêu cầu này đều không thể làm đến, thiếp thân ba người chỉ có một con đường chết. Phu nhân không thể. Độc Linh cuống lên, thân thể lóe lên đứng ở Y Thiền ba người bên người, phòng ngừa ba người làm chuyện điên rồ. Mạch Lăng Thu cũng không dám nói nhiều một câu, giang giật thi cốt chưa lạnh. Nếu là hắn quả phụ bị hắn bức tử, cái này truyền đi hắn cũng bị người đâm xương cột sống. Ha ha, Y Thiền nhìn lướt qua Độc Linh nói, các người có thể ngăn lại chúng ta tự sát, nhưng thật có thể ngăn cản ba người chúng ta muốn chết tâm mà chết, làm sao có thể sống? Độc Linh, người nếu vẫn phu quân thủ hạ trung thành nhất, tự mang bọn ta đi một chuyến luyện ngục bí cảnh tin tưởng ta, phu quân tuyệt đối còn sống. Nhìn qua y thiền kia kiên định lạ thường ánh mắt, độc linh nội tâm không hiểu khẽ động. Hắn nghĩ tới giang giật trên thân khắp nơi lộ ra quỷ dị, dấy lên một tia hy vọng xa vời, nghĩ nghĩ cắn răng cùng mạch lăng thu nói ra, đại nhân, người đem chúng ta truyền tống đi qua đi, ta đi tìm một chút thanh trần tiểu thư, an toàn hẳn không có vấn đề. Dạng này a à, mạch lăng thu bất đắc dĩ thở dài nói, đã các ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng ngăn không được. Như vậy đi, ta để mạch thượng hành cùng các ngươi đi một chuyến. Bất quá ba vị, các ngươi đến cam đoan không làm chuyện điên rồ. Đa tạ đại nhân, kỳ thiền bọn người nội tâm thở dài một hơi, liên tục thi lễ. Mạch lăng thu đem mạch thượng hành tìm đến, lại tìm hai cái mạch ra cường giả đi theo. Hắn có quyền lực điều động một chút cường giả, nhưng hắn không muốn động dùng quyền lực này, dù sao luyện ngục bí cảnh quá nguy hiểm. Độc Linh đã nói muốn tìm kỳ thanh trần, hắn thêm điều mấy người, thiếu điều mấy người cũng không có khác nhau. Độc linh, các người đi truyền tống trận đi, ngược lên, chú ý bảo vệ tốt ba người các nàng. Mạch lăng thu phất phất tay, mạch thượng hành mang theo mọi người rời đi, hướng truyền tống trận chỗ thiền điện nhanh chân đi đi, chuẩn bị đi đáng ma cốc. chương 1549, báo thủ cơ hội. Xa xa xa, tại mọi người đến truyền tống trận lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, một đạo sinh đẹp thân ảnh bay vào trong đại sảnh, độc linh nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc kêu lên, linh nhi tiểu thư. Địch Linh Nhi đầu tiên là nhìn y thiền ba người một chút, mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Linh nói, Độc Linh, nghe nói các người muốn đi luyện ngục bí cảnh tìm giang giật giang giật thật còn sống. Ha ha, tiểu thư tin tức ngược lại là láu lỉnh thông A. À. Mạch Thượng Hành đột nhiên mở miệng nói, Độc Linh nháy nháy mắt nở nụ cười khổ. Sự tình vừa mới xác nhận xuống tới, Địch Linh Nhi thế mà liền biết, điều này nói rõ Địch Linh Nhi một mực tại chú ý giang giật sự tình, điện sát lâu đài bên trong tuyệt đối có địch ra người. Địch Linh Nhi không để ý đến mạch thượng hành mỉa mai, nhìn qua độc linh nói, ta cũng muốn đi, giang giật khẳng định còn sống. Cái này, độc linh hơi lúng túng một chút, lắc đầu nói, Linh Nhi tiểu thư, người vẫn là chớ đi, địch các chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khi thiền ba người có chút đề phòng nhìn qua địch Linh Nhi, sau đó liếc nhìn nhau nội tâm đều có chút không thoải mái. Cái này cái gì Linh Nhi tiểu thư xem ra cùng giang giật quan hệ không ít a, vô luận dạng gì nữ nhân đều hội nổi máu ghen, ba người tự nhiên đối địch Linh Nhi sinh ra bản năng địch ý. Bất quá địch Linh Nhi câu nói tiếp theo, để ba người trên người địch ý thoáng cái yếu đi xuống dưới, nàng nói ra, thúc thúc ta vừa mới trở thành đảng ma quân nội vụ đường thống lĩnh, không có ta thúc thúc, các người sao có thể truyền tống đi luyện ngục bí cảnh. Kia, đi thôi, độc linh cũng mặc kệ, địch linh như thế nhưng là chính mình muốn đi theo. Lại nói địch thiên quân tại đảng ma cốc, coi như đi bên kia, địch thiên quân chắc chắn sẽ không để địch linh nhi mạo hiểm. Truyền tống trận phát sáng lên, mọi người thân ảnh biến mất tại bạch quang bên trong, dòng dã truyền tống sáu canh giờ, mọi người mới đã tới Đãng Ma cốc. Y Thiền ba người linh hồn mặc dù tăng lên tới thần tướng đỉnh phong, nhưng vẫn là một trận choáng đầu não huyễn, nếu không phải ba người hai bên cùng ủng hộ, đoán chừng đều muốn té ngã trên đất. Độc Linh, trên quảng trường có một ít thủ hộ truyền tống trận Đãng Ma quân, đối với Độc Linh đều không xa lạ gì, địch linh nhi mọi người đồng dạng nhận biết, rất nhiều người đưa ánh mắt bỏ ra Y Thiền ba người. Do xét đến ba người như thế yếu ớt khí thức cùng thực lực, một tên thống lĩnh đi tới, trầm giọng nói ra, độc linh, ba người này cảnh giới không có đạt tới thần vương cảnh, sở dĩ theo quy củ là không thể đến đáng ma quân doanh, các ngươi nhất định phải lập tức đem ba người mang về. Độc linh lãnh mâu quét qua thống lĩnh, lạnh giọng nói, đây là giang giật thê tử, người xác định không thể tới. Giang giật, thống lĩnh không dám nhiều lời, giang giật mặc dù chết rồi, nhưng giang giật thân phận địa vị quá đặc thù, hắn một cái nho nhỏ thống lĩnh làm sao dám đắc tội bất quá phụ cận ngược lại là rất nhiều người một mảnh xôn xao cùng kinh nghi, Giang giật ba cái thê tử tới đây làm gì nếu như là tưởng niệm cũng sẽ không cách lâu như vậy thời gian mới đến a. À. Độc Linh đám ba người tinh thần khôi phục một chút về sau, không do dự lập tức mang theo mọi người đi Hỏa Phượng Quân doanh, thỉnh cầu Kỳ Thanh Trần hỗ trợ. Nhưng mà, chờ bọn hắn trừ Hỏa Phượng Quân doanh lúc, lại nhìn thấy một tòa trống rỗng quân doanh, chỉ có mấy cái hậu cần quan lưu lại. Hỏa Phượng Quân rõ ràng là đi làm nhiệm vụ, Độc Linh nhìn chằm chằm một cái Hậu Cần quản hỏi, "Thượng tướng quân đâu? Các nàng đi đâu phải bao lâu mới trở về?" Hậu Cần quan nhận biết Độc Linh, mặc dù Độc Linh thối lui ra khỏi Hỏa Phượng Quân, vẫn là vô cùng cung kính trả lời, "Đại nhân, Thượng tướng quân mười mấy canh giờ trước vừa mới mang theo Hỏa Phượng Quân đi hắc hỏa bí cảnh, nhiệm vụ lần này địa điểm xa xôi, đoán chừng đợi các nàng trở về ít nhất phải 7, 8 ngày đi." "7, 8 ngày?" Ly Thiền ba người sắc mặt đột biến. Đối với thượng giới người mà nói 7-8 ngày rất ngắn, nhưng các nàng vừa mới phi thăng không bao lâu, không có thích ứng thượng giới sinh hoạt, tại các nàng xem đến 7-8 ngày kia là dài đằng đắng, đây chính là hạ giới hơn 2 năm A. À. A à nha, độc linh quay đầu bất đắc dĩ nói ra, ba vị phu nhân, đi trước tòa thành bên trong ở đi, không có thượng tướng quân cùng hỏa phượng quân hộ vệ, ta cũng không dám mang các người đi luyện ngục bí cảnh, bằng vào chúng ta mấy người, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tốt ha, à, kỳ thiền biết rõ nặng nhẹ không dám làm loạn, đi theo độc linh địch linh nhi hướng giang giật trước kia ở lại tòa thành đi đến. Mạch hoài tang còn ở tại nơi này, địch linh nhi đi nói một chút nên vấn đề không lớn. Ba vị tỷ tỷ đừng nóng vội, địch linh nhi theo niên cấp tính toán, kỳ thật so y thiền bọn người lớn hơn, bất quá bởi vì ba người là giang giật thê tử, nàng để tỏ lòng tôn kính kêu tỷ tỷ. Nàng ngon ngọt cười nói, đợi thu xếp tốt, ta liền đi tìm thúc thúc nghĩ biện pháp, chỉ cần giang giật còn sống, chúng ta tự nhất định có thể tìm tới nàng. Độc Linh cùng Địch Linh Nhi truyền âm nói, Y Thiền suy đoán ra Giang Giật không chết, Địch Linh Nhi cả người đều tựa như sống lại. Mặc dù nàng đối với Giang Giật ba cái thê tử cũng không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí còn ẩn ẩn có chút địch ý, bất quá ba người này là Giang Giật vợ cả, nàng tự nhiên biểu hiện ra đầy đủ lễ phép cùng tôn trọng. Y Thiền mỉm cười đáp lại, vuốt cằm nói, đa tạ muội muội. Muội muội, Độc Linh ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Y Thiền khí này chàng thật là quá mạnh, so Giang Giật còn muốn nhỏ, thế mà gọi địch linh nhi muội muội như thế tự nhiên. Mọi người đi tòa thành bên trong, mạch hoài tan thế mà không có ở, có địch linh nhi cùng độc linh mọi người đơn giản ở đi vào. Tòa thành rất nhỏ, chỉ có 6 cái gian phòng, bất quá chen chen vẫn có thể ở lại. Y Thiền ba người chủ động yêu cầu lại một cái phòng, tại độc linh mang theo ba người đi một cái phòng, nói nơi này đã từng là giang giật ở lại gian phòng, ba người đôi mắt lập tức một mảnh ướt át, thương cảm không thôi. Địch linh nhi các loại chờ thu xếp tốt về sau, lập tức đi tìm địch thiên quân. Truyền tống trận này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý truyền tống, địch thiên quân trở thành nội vụ thống lĩnh, việc này vừa lúc về hắn quản. Nhưng nghe nói mọi người muốn đi vào luyện ngục bí cảnh về sau, địch thiên quân một cái cự tuyệt, còn khiển trách địch Linh Nhi một phen, để nàng không nên hồ nháo. Luyện ngục bí cảnh bên trong khủng bố như thế, coi như địch thiên quân cũng không dám đi vào ngây ngốc mấy canh giờ. Thời gian đã qua dòng dã 20 ngày, dù thiên vương đi vào ngốc lâu như vậy đều phải chết, Huống chi giang giật địch thiên quân còn phái người đưa tin cho thủ hộ truyền tống trận tiểu thống lĩnh hạ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, địch linh nhi bọn người tuyệt đối không thể truyền tống. Các loại chờ địch linh nhi đỏ hồng mắt trở về nói chuyện, độc linh triệt để không cách nào, chỉ có trước tiên ở cái này ở, chờ kỳ thanh trần trở về. Giống như kỳ thanh trần không giúp đỡ, mọi người tuyệt đối không đi được luyện ngục bí cảnh. Y thiền ba người lòng nóng như lửa đốt, giang giật tại luyện ngục bí cảnh ở lâu một hồi, liền sẽ nguy hiểm hơn. Các nàng nghe nói chi tiết tình huống, phỏng đoán giang giật khẳng định là gặp đại phiền toái hoặc là bị nhốt rồi cho nên mới một mực chưa có trở về chỉ là ba người chút thực lực ấy cùng địa vị coi như làm ẩm ý cũng vô dụng độc linh đi náo đồng dạng không dùng được mọi người chỉ có tại tòa thành dày vò ở hết thảy chờ kỳ thanh trần trở lại hãng nói giang giật ba cái tiếu mỹ thê tử đi vào đãng ma cốc việc này rất nhanh truyền ra lúc đầu đã bình tĩnh đãng ma cốc lại lần nữa huyên náo giang giật cái tên này vang vọng đãng ma cốc Độc Linh coi là đáng ma quân trong doanh có kỳ thanh trần cùng địch thiên quân bọn người, sẽ không ra sự tình gì, nhưng hắn quên đi một điểm. Giang giật cửu nhân rất rất nhiều, mặc dù Giang giật đã chết, nhưng rất nhiều người vẫn còn âm thầm ghi hận. Bọn hắn không có cơ hội trả thù Giang giật, Giang Dật ba cái kiểu thế tới, đối với bọn hắn tới nói đây là phi thường tốt báo thù cơ hội. chương 1550, xử lý Độc Linh. Địa rời bí cảnh rất nhiều, có một ít bí cảnh thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, vô cùng ẩn nấp tỉ như địa giới đệ nhất mặc vũ bí cảnh, cái này bí cảnh tự ẩn nấp đến cực điểm, toàn bộ địa giới biết rõ mặc vũ bí tịch ở đâu không cao hơn 10 người. Còn có một cái bí cảnh cũng phi thường ẩn nấp, người biết càng ít, cái này bí cảnh gọi thần dương bí cảnh, là thần dương tộc trụ sở bí mật. Năm đó thần dương tộc bị mấy trăm cái cường đại gia tộc liên thủ công kích, nếu không phải bởi vì thần dương bí cảnh tồn tại, đoán chừng thần dương tộc đều bị diệt tộc. Thần dương tộc tại bí cảnh bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức bởi vì bọn hắn tộc quần biến thái thiên phú và năng lực đi qua nhiều năm như vậy thần dương tộc trở nên phi thường cường đại bọn hắn nhất tộc không chịu nổi tịch mịch bắt đầu hướng ra ngoài khuếch trương nghĩ khôi phục thần dương tộc năm đó vinh quang sở dĩ du phong trở thành đảng ma quân doanh một cái trí cao thống soái bọn hắn nhất tộc còn lặng yên khống chế rất nhiều giới diện đương nhiên đều là một chút tiểu giới mặt cũng không có dám công kích đại giới mặt bọn hắn chuẩn bị chậm rãi lớn mạnh chờ thế lực đầy đủ nhất cử đánh hạ một cái đại giới mặt lần nữa khôi phục địa giới đại tộc địa vị. Đáng tiếc bởi vì du thiên nghịch, thần dương tộc trước thời gian bộc quang, cũng bởi vì du thiên nghịch, thần dương bí cảnh giờ phút này rất là náo nhiệt. Thần dương bí cảnh trung tâm thần dương cốc, một tòa xa hoa tòa thành bên trong, mấy người quân sĩ dơ lên mấy cỗ thi thể đi ra. Những thi thể này đều là nữ tử, toàn thân xích lóa, trên thân nhiều lần có bị ngược đãi vết thương, con mắt giờ phút này còn phồng lên, bên trong đều là hoảng sợ cùng cừu hận, mấy cái kia quân sĩ đều có chút không đành lòng không dám nhìn thi thể con mắt. Bọn nhanh chóng đem thi thể mang đến sơn cốc bên ngoài, tìm một tòa núi nhỏ đem mấy tên nữ tử chôn Lúc đầu chỉ là mấy cỗ thi thể thôi, nếu là bình thường bọn chắc chắn sẽ không như thế lãng phí thời gian, trực tiếp dùng hỏa diễm đốt cháy là bột mịn là đủ. Bất quá những cô gái này chết được quá thảm rồi, cái này mấy tên quân sĩ sợ mấy tên nữ tử hóa thành lệ quỷ dây dưa bọn hắn, sở dĩ tự tốn nhiều tay chân vùi lấp. Chư vị, xin lỗi, các ngươi hồn phách đi minh giới cũng đừng oán chúng ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Mấy người vùi lấp về sau, chắp tay trước ngược lại vài cái, lúc này mới nhìn một cái khắp nơi đều là phần mộ đỉnh núi, gật gù đắc ý hướng thần dương cốc bay đi. Trong khoảng thời gian này mấy người dơ lên ít nhất hơn vạn bộ thi thể ra, bọn hắn đều phi thường minh bạch những cô gái này toàn bộ là bị du thiên nghịch gian giết, còn như nữ tử nơi phát ra, mấy người không cần đoán đều biết, khẳng định là du hồng phái người theo thần dương tộc khống chế tiểu giới mặt bên trong chộp tới. Bọn hắn không biết Du Thiên Nghịch vì sao không ngừng làm như thế phát rồ sự tình. Bọn hắn cũng không biết thần dương phá thiên công tồn tại, Du Thiên Nghịch sự tình bọn hắn không dám quản. Thần dương bí cảnh bên trong thần dương tộc rất nhiều, nhưng Du Gia là thần dương tộc hoàng tộc, Du Thiên Nghịch mặc dù phế đi, có thể Du Thiên Vương vẫn là tộc trưởng, hắn đồng dạng là cao cao tại thượng hoàng Thái Tôn. Giờ phút này thần dương cốc tòa thành kia bên trong hình tượng cũng vô cùng phóng túng nghị, lại có năm sáu nữ tử bị đưa vào đây, kết cục không cần phải nói bị du thiên nghịch đùa bỡn ngược đãi một phen, cuối cùng thiên lực cùng linh hồn đều bị thôn phệ, biến thành mấy cỗ thi thể, bị người dơ lên xuống dưới. Du thiên nghịch xếp bằng ở trên giường lớn đem những ngày kia lực cùng linh hồn toàn bộ luyện hóa về sau, đôi mắt mở ra, quát lạnh nói, đám tiếp theo. Hưu, một cái du da lão bộc vọt vào, cũng không có mang theo nữ tử vào đây, ngược lại hèn hạ đi đến du thiên nghịch bên người, lạnh giọng bẩm báo nói, thiếu ra, nghe đáng ma cốc gia tộc người nói, trong quân doanh tới ba cái cực phẩm nữ tử. Ừ, Du Thiên nghịch lông mày nhíu lại, có chút không hiểu nói ra, đáng ma cốc tới cực phẩm nữ tử đâu có chuyện gì liên quan tới ta đáng ma cốc người cũng không thể động, xảy ra chuyện ra ra sẽ đánh chết của ta. Hắc hắc, lão bộc trong mắt hàn quang lóe lên nói, ba người kia cũng không phải người bình thường, mà là... Giang giật thê tử, cái gì, Du Thiên nghịch trong mắt lập tức bắn ra khắc cốt minh tâm hận ý, Giang giật thế nhưng là hủy đi hắn hết thảy. Mặc dù hắn tu luyện thần dương phá thiên công, thực lực cùng cảnh giới dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên, vẻn vẹn mới trôi qua 17 ngày, hắn đã thôn vệ vượt qua một vạn tên nữ tử thiên lực cùng linh hồn. Thần dương tộc khống chế 78 cái tiểu giới mặt gần như tất cả cường đại nữ võ giả đều bị hắn thôn vệ, trong đó còn bao gồm những cái kia tiểu giới mặt đại gia tộc tiểu thư phu nhân. Hắn đã sớm ngưng tụ thần hạch, cảnh giới dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên, thiên lực đã đạt đến diệt ma chiến thần tình trạng, trong khoảng thời gian này còn thành công dựng dục một cái hậu đại, để du thiên vương đại hỷ. Mặc dù như thế, nội tâm của hắn tức giận vẫn là không cách nào tiêu trừ, những cái kia tiểu giới mặt cường đại nữ võ giả bị bắt không sai biệt lắm, hắn muốn khôi phục như cũ thực lực cùng cảnh giới phi thường khó khăn, chớ nói chi là đạt tới phong vương cấp. Trừ phi bắt mấy cái cùng loại kỳ thanh trần dạng này cường đại nữ tử, mới có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên. Thanh danh của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, thần dương tộc kiêu ngạo nhất cây thần bị hủy, hết thảy hết thảy đều là bởi vì gian giật, nghe được giang giật ba cái thê tử tới trên người hắn sát khí cùng hận ý rốt cuộc ẩn tàng không ở đi đi đáng ma cốc hắn thân thể tiêu xạ mà lên nắm lên một kiện áo bảo liền muốn đi ra phía ngoài lão bộc liền vội vàng kéo hắn trầm giọng nói ra thiếu chủ người điên rồi ngươi đi một lần đáng ma cốc tu luyện thần dương phá thiên công sự tình sẽ lập tức bại lộ tộc trưởng đều không gánh nổi ngươi đúng a à, du thiên nghịch tình ngộ lại hắn thần hạch mới ngưng tụ bao lâu thoáng cái tựu đạt đến diệt ma chiến thần cảnh giới đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề, một khi bị người ta biết tu luyện thần dương phá thiên công, dù thiên vương đều không gánh nổi hắn. Vậy làm sao bây giờ? Dù thiên vương trong đôi mắt đều là vẻ oán độc, hắn hung tợn nói ra, giang giật ba cái thê tử nhất định muốn nghĩ biện pháp bắt tới, ta muốn sống sống ngược sát các nàng, sai. Ta không giết các nàng, ta muốn đem các nàng biến thành, biến thành, muốn chơi các nàng cả một đời, nếu không như thế nào tiết mối hận trong lòng ta, hắc hắc lão bộc cười lạnh mấy tiếng nói công tử yên tâm không cần ngươi xuất thủ tự nhiên sẽ có người xuất thủ giang giật nếu là còn sống đoán chừng không ai dám động đến hắn thê tử đều đã chết coi như động lại như thế nào địa sát vương kỳ thanh trần lại bởi vì ba cái mới phi thăng không bao lâu hạ giới nữ tử làm to chuyện bạch hiếu thủ thiếu đã đang mưu đồ quay đầu chờ bọn hắn đắc thủ ta đưa tin để bọn hắn khác đừng giết chết đưa tới cho thiếu gia giảm nhiệt tốt 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 du thiên nghịch mặt mũi tràn đầy hưng phấn trong phòng đi qua đi lại, hắn lặp đi lặp lại hỏi thăm một chút chi tiết, cuối cùng hạ lệnh, người đưa tin cho Du Hồng, để hắn phối hợp Bạch Đế Thiên cùng thù đao, đem độc linh làm cho ta chết. Ba cái kia nữ tử bắt được, trước tiên đưa tới, Bạch Đế Thiên cùng thù đao muốn chơi liền đến cùng nhau chơi đùa đi. Xử lý độc linh, lão bộc khẽ giật mình, lắc đầu nói ra, độc linh vẫn là đừng giết đi dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Du Thiên nghịch hừ lạnh nói, một cái mị ảnh tộc khí đồ thôi, lại nói rất nhiều đại thế lực mời chào hắn, cũng không thấy hắn đầu phục ai, đoán chừng rất nhiều đại gia tộc cũng giận, không thể vì bọn hắn sử dụng, chết ngược lại bớt lo. Tốt ha, à, ta cái này đưa tin cho Du Hồng Đại Nhân, để hắn an bài. Lão bộc nhẹ gật đầu, nhanh chóng lui ra. Ha 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 ha, Du Thiên nghịch một người tại tòa thành bên trong điên cuồng cười ha hả cười to một trận hắn quát lớn, người tới, cho ta đưa hai mươi cái mỹ nhân vào đây, mặt khác đưa vài hũ rượu ngon, bản thiếu muốn nâng ly một phen chương 1551, phá thiên quân. Đãng ma cốc một tòa thành lâu đài bên trong, y thiền ba người trong phòng khách ngồi, ba người mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Nếu không ba người không phải trong phòng khách ngồi, mà là đi gian phòng tu luyện. Tại đãng ma cốc đã ở một ngày, ba người tu luyện một hồi lại hội dừng lại ra ngồi một chút, nhìn xem kỳ thanh trần phải chăng trở về ở lại đây lấy ba người cảm giác có chút một ngày bằng một năm, hết lần này tới lần khác kỳ thanh trần không trở lại, các nàng chỗ nào đều không đi được. Ba vị tỷ tỷ, đáng ma có có mấy cái địa phương cảnh sát không tệ, nếu không ta mang các ngươi đi vòng vòng A. Ở chung được một ngày, địch Linh Nhi cùng ba người quan hệ cải thiện rất nhiều. Địch Linh Nhi nghĩ thông suốt, ba người là giang giật vợ cả đây là không cách nào cải biến sự thật, đã không cách nào cải biến, cái kia chỉ có tiếp nhận. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, địch Linh Nhi đối ba người thái độ đại biến, y thiền ba người tính cách đều rất không tệ, ở chung được một đoạn thời gian đối với địch linh nhi sinh ra hảo cảm linh nhi muội muội có lòng rồi y thiền lắc đầu thở dài phu quân không trở lại chúng ta nào có tâm tình đi du ngoạn a à? địch linh nhi đôi mắt sáng lên mặc dù vấn đề này hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn là không sợ người khác làm phiền mà hỏi thiền tỷ tỷ người thật xác định giang giật còn sống y thiền cười khổ nói xác định một vạn cái xác định phu quân tuyệt đối còn sống hắn hẳn là bị khốn trụ chỉ cần chúng ta tiến vào luyện ngục bí cảnh ta liền có thể cảm ứng hắn chỗ phương vị, tiếp theo tìm tới hắn. Tốt, các loại chờ thanh trần tỷ tỷ trở về, chúng ta lập tức đi luyện ngục bí cảnh. Địch Linh Nhi đầy mắt lóe sáng, cái kia còn chưa bắt đầu luyến tự thất tình mối tình đầu, xem ra lại cơ hội tiếp tục luyến đi xuống. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân, một đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp ra ngoài cửa lớn. Nàng nhìn thấy tòa thành bên trong nhiều ba cái người xa lạ, bản năng kinh ngạc, nàng ánh mắt bỏ ra địch Linh Nhi, nghi hoặc hỏi, Linh Nhi muội muội, sao ngươi lại tới đây mấy vị này là? Hoài tang tỷ tỷ ngươi làm nhiệm vụ trở về a. Địch Linh Nhi liền vội vàng đứng lên đi tới thân thiết nói ra, mấy vị này là giang giật thê tử, ba vị tỷ tỷ, vị này là mạch hoài tang tiểu thư, là quân chủ tôn nữ A, cùng giang giật cũng là bằng hiếu. Gặp qua mạch tiểu thư, kỳ thiền ba người đứng dậy hành lễ, A nguyên lai là giang giật thê tử, mạch hoài tang miễn cưỡng cười một tiếng, hàn huyên vài câu, cũng không có quá nhiều hứng thú trò chuyện trong nội tâm nàng giang giật đã chết, cùng nàng âm dương lưỡng cách, rốt cuộc không thể ra thế giới của nàng bên trong, sở dĩ giang giật ba vị vợ cả nàng càng sẽ không để ý. Địch Linh Nhi truyền âm cho Mạch Hoài tang nói giang giật có thể còn sống, Mạch Hoài tang lại khít mũi coi thường, căn bản không tin tưởng. Đều đi qua 20 ngày, dù thiên vương đi vào đều phải chết, giang giật làm sao có thể còn sống. Mạch Hoài tang cũng không thể lực giúp mọi người đi vào luyện ngục bí cảnh, cho dù có đoán chừng cũng sẽ không hỗ trợ cho nên nàng tùy ý hàn huyên vài câu tựu đứng dậy rời đi nơi này tòa thành đã đều đã chật cứng người nàng dứt khoát đi phụ thân nàng tòa thành ở lại đem nơi này tặng cho mọi người mạch hoài tang đi địch linh nhi có chút ngượng ngùng nói ra ba vị tỷ tỷ bỏ qua cho hoài tang tiểu thư đoán chừng gần nhất tâm tình không tốt không sao cả y thiền căn bản không để tâm một cái quân chủ tôn nữ có chút thiêu ngạo cũng là bình thường ba người ngồi một hồi tựu trở về phòng tiếp tục tu luyện chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian trở ra tìm hiểu tin tức không ngờ, vẹn vẹn đi qua hơn 10 canh giờ, gian phòng cấm chế tựu lấp lánh, y thiền ba người đều bị đánh thức, đi tới xem xét lại phát hiện mạch hoài tang thế mà trở về. Ba vị tỷ tỷ, có tin tức tốt, tiến gian phòng nói đi. Địch Linh Nhi mặt mũi tràn đầy phấn chấn, lôi kéo y thiền ba người tiến vào trong phòng, mạch hoài tang cùng đi theo vào đây, còn mở ra gian phòng cấm chế. Địch Linh Nhi lúc này mới mừng rỡ nói ra, ba vị tỷ tỷ, hoài tang tiểu thư chuẩn bị giúp chúng ta tiến vào luyện mục bí cảnh, sau 10 canh giờ liền có thể xuất phát. Ừ, y thiền bản năng có chút đề phòng, dù sao cái này mạch hoài tăng có chút xem thường các nàng, vì sao đột nhiên muốn giúp đỡ mà lại nàng làm sao có năng lực mang mọi người đi vào. Địch Linh Nhi nhìn ra y thiền nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích nói, là như vậy, phá thiên quân vừa mới tiếp một cái phi thường lớn hình nhiệm vụ, đi luyện ngục bí cảnh bên trong tiêu diệt toàn bộ âm thú. Bởi vì luyện ngục bí cảnh vô cùng nguy hiểm, sở dĩ phá thiên quân 10 cái đại đội đều xuất động, dòng dã 20 vạn cường giả. Hoài tang tỷ tỷ tại phá thiên quân một cái đại đội bên trong đảm nhiệm quan văn, các nàng thống lĩnh vẫn là tiểu ưng vương đâu. Có hoài tang tỷ tỷ hỗ trợ, chúng ta có thể nhẹ nhõm trà trộn vào trong đại quân, sau đó cùng theo đại quân đi luyện ngục bí cảnh, vụng trộm đi tìm giang giật, đi theo đại quân an toàn của chúng ta cũng có cam đoan. Cái này, y thiền vẫn còn có chút kinh nghi bất định, nàng nghĩ nghĩ nói ra, việc này vẫn là hỏi một chút độc linh đi, hắn đồng ý tự không có vấn đề. Độc linh là giang giật thủ hạ trung thành nhất, độc linh hiểu được cũng nhiều, đại sự như thế y thiền cũng không dám làm chủ. Mạch hoài tang sau khi nghe, lại có chút khó chịu, lạnh giọng nói ra, mang các người trà trộn vào quân đội đã là phá hư quy củ, như cho tiểu ưng vương biết rõ, dùng tính tình của hắn khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Nếu không phải cho giang giật mặt mũi, ta mới không giúp đỡ đâu, các người còn có chút không vui kia tốt. Các người tiếp tục chờ kỳ thanh trần trở về đi, địch linh nhi xem mạch hoài tang tức giận, vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng cầu khẩn nói, Hoài Tăng tỷ tỷ, ngươi giúp người giúp đến cùng đi, liền để Độc Linh đi cùng đi. Dù sao Độc Linh chiến lực cường đại, chúng ta sẽ an toàn rất nhiều, thêm một người cũng không nhiều, không phải? Mạch Hoài tang xem xét Địch Linh Nhi một chút, bất đắc dĩ thở dài, tốt a, à, người đi đem Độc Linh gọi vào đây. Địch Linh Nhi vội vàng ra ngoài đem Độc Linh cho gọi vào đây, lần nữa mở ra gian phòng cấm chế, các loại chờ Địch Linh Nhi cho Độc Linh giải thích một phen. Độc Linh trong mắt quang mang sáng lên bất quá rất nhanh trong con người hiện lên một tia đề phòng. Bởi vì, luyện ngục bí cảnh nhiệm vụ vô cùng ít ỏi, cho dù có nhiệm vụ cũng là cường giả đi chấp hành, dù sao nơi đó có ma chướng, phổ thông quân sĩ tiến vào rất dễ dàng phát cuồng bạo tẩu điên mất, lần này phá thiên quân thế mà xuất động 20 vạn đại quân. Cái này phi thường không hợp lý, mấu chốt nhất địa phương ở chỗ phá thiên quân có 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội 2 vạn người, tiểu ưng vương thống soái một cái đại đội, còn một người khác đại đội lại là du thiên nghịch thống soái Du thiên nghịch bị phế về sau, bạch đế thiên thay thống lĩnh chi vị, đám kia đám công tử ca đồng dạng còn tại cái kia đại đội bên trong, đám người này cùng giang giật thế nhưng là tử thù A. À. Độc linh nghĩ nghĩ, ngưng âm thanh hỏi, hoài tang tiểu thư, lần này đi luyện ngục bí cảnh là nhiệm vụ gì A? À? Mạch hoài tang trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, cân nhắc đến độc linh chiến lược cùng thanh danh, vẫn là giải thích nói, một lần phổ thông nhiệm vụ đi, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đại quân xuất động, ngay tại truyền tống trận phủ cận, không ngừng dẫn âm thú tới rảo sát, tránh cho bí cảnh bên trong âm thú quá nhiều. Nguyên lai like là dạng này, độc linh giải thích khó hiểu, giống như chỉ là như vậy nhiệm vụ, xuất động 20 vạn đại quân ngược lại là bình thường. Đại quân tại truyền tống trận phụ cận tụ tập, thay phiên khai chiến, truyền tống trận chỗ đỉnh núi có cấm chế cường đại, sẽ không nhận ma chướng ảnh hưởng, đại quân thay phiên xuất chiến, ngược lại là không có có tổn thất quá lớn hao tổn. Nghĩ nghĩ, độc linh vẫn là không yên lòng, lại hỏi, phá thiên quân thượng tướng quân hội dẫn đội xuất chiến sao tiểu ưng vương có thể hay không xuất chiến. Người làm sao như vậy dài dòng, mạch hoài tang có chút phiền, lạnh giọng giải thích nói, nói phá thiên quân toàn bộ đi ra nhiệm vụ, thượng tướng quân tự nhiên sẽ xuất chiến, tiểu ưng vương là thống lĩnh, làm sao có thể không theo quân xuất chiến. Tốt, mời hoài tang tiểu thư an bài một chút, chúng ta theo đại quân tiến vào luyện ngục bí cảnh. Độc linh triệt để yên tâm, phá thiên quân thượng tướng quân là ô thiên vương người. Tiểu ưng vương bởi vì giang tiểu nô quan hệ, vạn nhất xảy ra chuyện tìm hắn hỗ trợ chắc chắn sẽ không mặc kệ, bạch đế thiên bọn người không đến mức có sao mà to gan như vậy, tại trong đại quân ngay trước thượng tướng quân cùng tiểu ưng vương mặt làm loạn A. À. Chỉ cần đi vào luyện ngục bí cảnh, chờ y thiền cảm ứng được giang giật chỗ phương vị, độc linh liền có thể một người đi tìm tới giang giật. Y thiền ba người cùng địch linh nhi đi theo mạch hoài tang tại trong đại quân, lại thế nào có thể xảy ra vấn đề? chương 1552, ở chỗ này, còn sống. 10 canh giờ trôi qua rất nhanh, phá thiên trong quân doanh đại quân tề động, thượng tướng quân nhậm thiên phàm tự mình xuất lĩnh thân vệ doanh trước một bước truyền tống đi qua đánh tiên phong, đằng sau 10 cái đại đội thay phiên truyền tống. Tiểu ưng vương lúc đầu mang theo quân đội vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ, muốn nghỉ ngơi bế quan một phen, nếu là phá thiên quân đi ra nhiệm vụ, hắn cũng không tốt đặc lập độc hành, liền mang theo đại bộ đội cùng một chỗ truyền tống đi qua. 200.000 người dòng dã truyền tống hơn 5 canh giờ, tiểu ưng vương quân đội là cuối cùng xuất phát, bộ đội một mực tại quân doanh chờ lệnh, chờ đợi trước mặt quân đội toàn bộ truyền tống hoàn tất, tiểu ưng vương mới đi ra khỏi xoái trướng, lạnh lùng vung tay lên nói, xuất phát. Hai vạn người chỉnh tề vọt ra quân doanh, tiểu ưng vương mang theo một nhóm người đầu tiên truyền tống đi qua, căn bản chưa từng có đi thêm chú ý quân đội của mình. Sở dĩ hắn không biết quân đội nhiều năm cái người xa lạ, độc linh bọn người mặc phá thiên quân chiến giáp lẫn vào một đội thân vệ quân bên trong. Cái này thân vệ quân là mạch trường Hà An bài cho mạch hoài tang, phụ trách mạch hoài tang an toàn, độc linh mấy người trà trộn vào đến quá đơn giản. Trong quân có người phát hiện thân vệ quân bên trong nhiều bốn nữ tử, dù sao y thiền bọn người cảnh giới quá thấp, tùy ý cảm ứng thoáng cái liền biết. Đương nhiên không nhiều người xen vào chuyện bao đồng, đều tưởng rằng địa sát giới tiểu thư, mạch hoài tang làm loạn mang theo bốn cái tiểu thư đi du ngoạn. Kỳ thật độc linh vốn không muốn mang theo doãn nhược băng cùng tô như tuyết đi, dù sao luyện ngục bí cảnh quá nguy hiểm. Nhưng lưu lại nói độc linh cũng không yên lòng, hắn không tại cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì chứ doãn nhược băng cùng tô như tuyết bức thiết muốn đi nhìn thấy giang giật lưu tại đáng ma có cảm giác tâm bất an tăng thêm địch linh nhi cũng muốn đi theo độc linh dứt khoát toàn bộ đều mang đến độc linh là nghĩ như vậy địch linh nhi cùng mạch hoài tang hai người thân phận đều tôn quý ba người đi theo các nàng vạn nhất có người động thủ khẳng định sẽ có cố kỵ a độc linh lặp đi lặp lại bàn giao để y thiền bốn người nhất định muốn đi theo mạch hoài tang bất kỳ cái gì địa phương đều không cần đi Kỳ thiền ba người biết rõ nặng nhẹ, cùng độc linh cam đoan qua tuyệt đối sẽ không rời đi mạch hoài tang cùng địch linh nhi. Kỳ thiền là một cái phi thường có chủ kiến cùng thông tuệ nữ tử, làm việc ổn trọng, biết rõ nặng nhẹ gấp trì hoán, độc linh xem người rất chuẩn, ngược lại là rất yên tâm. Ông, truyền tống trận quang mang yếu đi, mạch hoài tang mấy trăm người ra trong truyền tống trận, vô số đạo thần thức quét tới, một người quát khẽ nói, mạch quân kỳ, các người ngay tại trên đỉnh núi đừng đi ra, ghi chép quân công là đủ đưa tin chính là tiểu ưng vương phó quan, mạch hoài tang bốn phía quét qua gật đầu nói, được rồi, một phó thống lĩnh, xin yên tâm, chúng ta sẽ không ra đi. Ngọn núi nhỏ này kỳ thật cũng không lớn, đỉnh núi chỉ có phương viên chừng một dặm, nhiều nhất chỉ có thể chạm vạn người, các quân văn trước cộng lại tựu có hơn nghìn người, lần này tiêu diệt toàn bộ âm thú cần thay phiên ra trận, tránh cho bị ma chướng ảnh hưởng, sở dĩ giờ phút này đỉnh núi đứng đầy người. Mạch hoài tang mang theo nàng đội thân vệ, đi phía đông một cái góc, bởi vì tiểu ưng vương mang theo đại quân ngay tại phía đông giữa không trung sừng sững chờ đợi bắt đầu nhiệm vụ độc linh thu liếm khí tức hắn còn sử dụng dịch dung thuật mặc vào phá thiên quân chiến giáp đi theo mạch hoài tang sau lưng không ai chú ý hắn y thiền địch linh nhì bốn người một đường đi sát đằng sau chờ đến nơi hẻo lánh đứng thẳng mạch hoài tang để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ về sau độc linh ánh mắt nhìn về phía y thiền truyền âm nói phu nhân ngươi nhưng có cảm ứng y thiền không nói chuyện ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhắm mắt lại nhập định, địch linh nhi bọn người khẩn trương vây quanh ở bên người nàng chờ lấy nàng cảm ứng kết quả. Bên kia phá thiên quân cơ bản đã truyền tống đến đây, còn kém tiểu ưng vương bộ phận quân sĩ. Đại quân vây quanh đỉnh núi bốn phía trầm mặc đứng thẳng, chờ đợi đại quân toàn bộ đến nơi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là các loại hồng quang xuất hiện, âm thú bạo động. Âm thú bạo động là tốt nhất hành động thời điểm, có thể từng mảnh từng mảnh tiêu diệt toàn bộ chém giết, phá thiên quân thượng tướng quân đoán chừng cũng là nghĩ để đại quân quen thuộc nơi này cách mỗi ba nén hương hội vang lên một ngạt âm thanh nếu không đến lúc đó đại chiến bắt đầu rất nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện hai nén hương sau bên ngoài vô số thân thể người run lên trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ cũng may quân sĩ bên trong yếu nhất đều là thần vương giang giật có thể chống đỡ được mọi người cũng có thể kháng trụ chỉ cần không dài thời gian ở bên ngoài ở lại không bị ma chướng ảnh hưởng là đủ đỉnh núi bên ngoài màn hào quang rõ ràng là phi thường cường đại cấm chế, thanh âm kia không cách nào xuyên thấu cấm chế, màn hào quang bên trong trên đỉnh núi người không có nửa điểm ảnh hưởng. Dạng này ngược lại là không có sai lầm, Độc Linh âm thầm gật đầu, 20 vạn đại quân thay phiên đi vào nghỉ ngơi, tiêu trừ ma chướng ảnh hưởng. Chỉ cần đại quân không bạo động, tại nhiều như vậy cường giả phối hợp xuống, từng đám thanh lý âm thú vấn đề không phải quá lớn. Ừ, Độc Linh đột nhiên phát hiện y thiền thân thể mềm mại run lên trong đôi mắt lập tức tinh mang tăng vọt hướng nàng nhìn lại, y thiền tại lúc này mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua phía nam nhẹ giọng nói ra, ở chỗ này, còn sống. a à, địch linh nhi cùng doãn nhược băng tô như tuyết thân thể đồng thời kịch liệt chấn động, đầy mắt cuồng hỉ, mạch hoài tang vẫn còn có chút kinh nghi, nàng căn bản không tin tưởng giang giật có thể ở bên trong mốc 20 ngày. Còn mạch hoài tang người bên cạnh nhưng lại không biết y thiền đang nói cái gì, cũng không dám nghe ngóng. Độc linh hai tay có chút rung động, nắm tay chắt chẽ nắm chặt, phía nam là thần thụ phương hướng, phía nam có vô số kiếm sát tộc hải cốt, giang giật liền là hướng bên kia đi. Y thiền cũng không biết rõ giang giật theo phương hướng nào đi, giờ phút này nói tại phía nam, kia. Giang giật tự thật rất có thể còn sống. Hô hô, độc linh thật dài phun ra hai cái, ngưng âm thanh truyền âm nói, áo phu nhân, người có thể cảm ứng được thiếu chủ khoảng cách bên này có bao xa sao. Có thể, y thiền mười phần khẳng định thấp giọng nói, nghĩ một lát, nàng cấp ra đại khái con số, hẳn là ít nhất có 50 ức vạn dặm đường. Thiên tinh giới cùng thượng giới khoảng cách toán pháp là giống nhau, văn hóa cũng kém không nhiều, thiên tinh giới văn hóa hẳn là thượng giới truyền xuống. Độc linh âm thầm tính toán một hồi, đôi mắt lần nữa sáng lên, theo coi là thần thụ khoảng cách bên này không sai biệt lắm liền là 50 vạn khoảng trăm triệu dặm, chẳng lẽ Giang giật thật tại thần thụ phụ cận bị viên kia cổ quái thần thụ khốn trụ. Giang giật cuối cùng biến mất địa phương ngay tại dưới cây thần, mặc dù phụ cận có một bộ cổ cầm hài cốt, nhưng độc linh cũng không có dò xét đến còn lại đồ vật, giống như giang giật bị xé nứt, ít nhất không gian giới chỉ hội lưu lại đi luôn không khả năng không gian giới chỉ cũng bị bóp nát đi còn có phụ cận cũng không có người tứ chi cốt nhục, âm thú công kích là kinh khủng, nhưng luôn không khả năng giang giật một đầu ngón tay đều không có lưu lại đi. Còn sống, thiếu chủ tuyệt đối còn sống, độc linh kích động đến thân thể đều không ngừng rung động, hắn ép buộc chính mình phải tỉnh táo. Bên ngoài còn chưa khai chiến, hắn lộn xộn thân phận sẽ lập tức lộ ra ánh sáng, nói không chừng sẽ bị người truy sát. Sở dĩ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, chờ bên ngoài khai chiến tại thừa dịp loạn tiềm hành rời đi. Cùng lúc đó, phía nam 50 ức ngoài vạn giảm giang giật đột một mở mắt, hắn trong đôi mắt đều là vẻ không dám tin, bởi vì hắn tại thời khắc này cũng cảm ứng được y thiền tồn tại. Làm sao có thể, hắn con người lấp lóe hai vòng, vẫn là vô cùng hoài nghi, nhưng hắn trong thân thể có y thiền thiên lôi chân nguyên, Giờ phút này não hải có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, y thiền liền tại phụ cận, ngay tại luyện ngục bí cảnh bên trong. chương 1553, lén lén lút lút. a à, Giang giật rất nhanh phát hiện thân thể một tia khác biệt, hắn thần hạch bên trong thiên lực càng lại lần biến sắc, đã đạt đến diệt ma chiến thần thiên lực cảnh giới, hắn coi là cảm ứng sai, thần thức lần nữa quét tới, nhưng như cũng như thế. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ đây là ảo giác? Giang giật vuốt vuốt mặt, Lập tức thiên lực vận chuyển đối phía trước đột nhiên đánh ra một trường, hùng hậu thiên lực đổ xuống mà ra ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn gào thét mà đi, đem phía trước vô số âm thú tàn thi cùng kiếm sát tộc thi thể đều oanh thành bột mịn. Thiên lực hoàn toàn chính xác đạt đến diệt ma chiến thần cảnh giới. Ách. Âm thú trên thi thể huyết dịch đều khô cạn, thi thể nhanh phong hóa, thời gian trôi qua đã lâu như vậy làm sao có thể? Giang giật càng thêm không nghĩ ra, hắn rõ ràng chỉ cảm thấy đi qua một hồi, âm thú đều không có tập kích điều này nói rõ 10 canh giờ còn không có đi qua a à, làm sao có thể thiên lực tu luyện được nhanh như vậy âm thú thi thể đều nhanh phong hóa mặc kệ đi giang giật cảm giác có chút ra đầu run rẩy nghĩ nghĩ hắn quyết định trước mặc kệ nhiều như vậy trong thân thể thiên lôi chân nguyên còn tại sao động mặc kệ y thiền là có hay không tới luyện ngục bí cảnh hắn đều phải trước tiên chạy tới cái này bí cảnh quá nguy hiểm kiếm sát vương hắn kỹ càng dò xét một phen thân thể xác định không có vấn đề về sau một tiếng bạo giống hỏa long kiếm quang mang lưu truyền, kiếm sát phương xuất hiện mang theo hắn hướng phương bắc cuồng bay mà đi. Ông, tại giang giật rời đi về sau, thần thụ quang mang lấp lánh không ngớt, sau đó vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh thần thụ quang mang càng ngày càng sáng, bày ra đến độ thấy không rõ bản thể, một lát sau bạch quang biến mất, thần thụ lại cũng biến mất, một người nữ tử xinh đẹp đột nhiên ra nguyên địa. Yêu diễm nữ tử nhìn rất trẻ trung, nhưng cảm giác lại vượt qua vô tận tuế nguyệt, nàng có một đầu mái tóc màu bạc, cũng như trên thần thụ những cái kia như như độc xà nhánh cây rắc rối khó gỡ quấn quít lấy nhau hình được một cái có điểm đặc sắc búi tóc hai tóc mai có hai tia rất dài mái tóc rủ xuống trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển mí mắt bên trên có tử quang nhàn nhạt, nhạt để nàng xem ra phá lệ yêu mị tiểu ra hỏa vội vã như vậy vội vàng đi làm cái gì nàng nhìn một cái giang giật biến mất phương hướng nghĩ nghĩ hai tay nhẹ nhàng lay động thân thể đằng không mà lên hướng phương bắc đi theo bay đi Tốc độ của nàng cho người ta cảm giác cũng không nhanh, mấy cái trong trước mắt lại vượt ngang số vạn lý, mà lại. Nơi nàng đi qua không có một cái âm thú nổ bắn ra mà ra, tựa hồ căn bản không nhìn thấy nàng. Tại giang giật cùng yêu diễm nữ tử phi hành một canh giờ sau, bầu trời hồng quang xuất hiện lần nữa. Đương nhiên hồng quang xuất hiện âm thú bạo động, đối với giang giật không có bất kỳ cái gì áp lực, sát lục chân ý tiến dai, thần âm thiên ký uy lực gấp bội tăng lên, mà lại bản nguyên áo nghĩa nhập môn, mặc dù muốn đại thành còn rất dài một đoạn đường muốn đi nhưng nhập môn đại biểu đối với bản nguyên áo nghĩa thiên tuyển rung động có một chút cảm mộ hắn đem những này cảm mộ dùng tại thần âm thiên kỹ bên trên uy lực tuyệt đối còn có thể lần nữa tăng lên cùng lúc đó mặt phía bắc tòa kia như đèn tháp núi nhỏ bốn phía phá thiên quân bắt đầu tiêu diệt toàn bộ âm thú hành động bởi vì núi nhỏ tri đỉnh có một cái thần kỳ mà cường đại cấm chế sở dĩ núi nhỏ phụ cận cũng không có tuôn ra quá nhiều âm thú tại thiên không hồng quang xuất hiện âm thú bạo động về sau phá thiên quân cũng chưa từng xuất hiện bối rối. Công thủ trận, xuất kích, thượng tướng quân nhậm thiên phàm bề ngoài nhìn cùng trung niên nhân, khuôn mặt uy nghi, trong mắt quang mang lấp lánh, mũi cao thẳng, cho người ta một loại nghiêm khắc uy nghi bất cận nhân tình dáng vẻ. Hắn tại âm thú bạo động về sau, lập tức quát khẽ, hắn phá thiên quân uy vọng phi thường cao, đại quân ngay từ đầu có chút bạo động, nghe được thanh âm của hắn nhanh chóng tạo thành một loại hợp kích chiến trận, bộ phận quân sĩ hướng phía dưới phóng đi bắt đầu công kích. Ừ, Độc linh tại Hồng Quang sau khi xuất hiện, vốn định lập tức rời đi đỉnh núi, lặng yên lẫn vào trong đại quân sau đó tiềm hành rời đi. Nhưng phía dưới quân đội cũng không có loạn, hắn xuất hiện tuyệt đối sẽ bại lộ, sở dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hiu hiu hiu, từng cái âm thú bay vụt mà lên, xa xa âm thú bị bên này nhân loại khí tức hấp dẫn, liên tục không ngừng vào tới. Nhậm thiên phàm không có xuất thủ, chỉ là đứng ngạo nghế giữa không trung bốn phía quan sát chiến cuộc, tiểu ưng vương cùng còn lại thống lĩnh thì toàn bộ xuất thủ, hóa thành đạo đạo hồng quang hướng bay vụt mà đến cao cấp âm thú đánh tới. Cao cấp âm thú rất cường đại, tốc độ công kích lực phòng ngự đều rất biến thái đều có thể so phong vương cấp, bất quá bọn chúng sẽ không thần thông bí thuật, cũng không có quá cao linh trí, sở dĩ tổng hợp chiến lực tính được cũng liền nhưng so sánh phong hào chiến thần. Mặc dù như thế, tại mấy chục con cao cấp âm thú xông lên lúc, đại quân vẫn là lập tức tự loạt, phổ thông quân sĩ vô số đạo lưu quang nện ở cao cấp âm thú bên trên, không để cho bọn chúng bị nửa điểm tổn thương, Chờ bọn chúng tới gần sau những cái kia cấp thấp quân sĩ từng mảnh từng mảnh bị xé nát. Diệt hồn tiểu đội xuất kích, thống lĩnh toàn bộ xuất chiến, tiêu diệt toàn bộ cao cấp âm thú. Nhậm Thiên Phàm vẫn là không có xuất thủ, lần nữa quát khẽ một tiếng hạ lệch, đỉnh núi bên trong mấy trăm tên quân sĩ bắn ra, mấy người một tổ phân biệt khóa chặt một cái cao cấp âm thú công kích, bọn hắn thủ đoạn công kích không phải thiên lực, pháp tắc hoặc là thần thông công kích, mà là công kích linh hồn. Cao cấp âm thú công kích phòng ngự tốc độ đều là đỉnh cấp tương đối mà ngôn linh hồn yếu nhược. Nhậm thiên phàm dám tiếp nhiệm vụ này là bởi vì phá thiên trong quân có một cái diệt hồn tiểu đội, cái này trong tiểu đội chỉ có hơn 400 người, đồng phục đều là hiểu công kích linh hồn cường giả. Quả nhiên, tại diệt hồn tiểu đội xuất kích về sau, cao cấp âm thú bỗng chốc bị áp chế, tăng thêm tiểu ưng vương đám người phối hợp, cao cấp âm thú nhẹ nhõm bị từng cái chém giết. Còn những cái kia cấp thấp âm thú càng không phải là vấn đề, tại từng cái tiểu thống lĩnh đại đội trưởng phụ trợ dưới, phá thiên quân ổn định trận hình công thủ hợp nhất, đem từng cái âm thú nhẹ nhõm đánh xuống, mấy vòng công kích đến nhẹ nhõm từng mảnh từng mảnh đánh giết. Phá thiên quân là đảng ma quân thập đại quân đội tối cường, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc linh âm thầm gật đầu, phá thiên quân phối hợp quá tốt rồi, đại quân chỉ cần bất loạn, liền có thể tạo thành các loại hợp kích chiến pháp. Tại các loại pháp tắc, thần thông, bí thuật phối hợp xuống, lực sát thương phi thường khả quan. Tỷ như không gian pháp tắc, phong hệ pháp tắc có thể làm cho âm thú giảm tốc, Tỷ như đại địa pháp tắc, thời gian pháp tắc có thể hữu hiệu bảo hộ đại quân, tỷ như hỏa hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc phối hợp, lực sát thương hội hung tàn hơn. Làm sao bây giờ? Mặc dù nơi xa liên tục không ngừng có âm thú vào tới, nhưng phá thiên quân trận hình căn bản bất loạt, 10 con quân đội riêng phần mình phòng thủ một phương, Nhậm Thiên Phàm sừng sướng trên cùng, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, toàn cục đều tại hắn trưởng khống bên trong. Độc linh nếu loạn động, trước tiên sẽ bị Nhậm Thiên Phàm phát hiện vị này nghe nói thế nhưng là phong vương cấp dưới đệ nhất người, mặc dù không có đạt tới phong vương cấp, nhưng chiến lực không thể so với kỳ thanh trần tranh lệch quá nhiều. Thời gian một nén nhang rất sắp đi qua, như lần này âm thú bạo động còn không đi, độc linh liền muốn đợi thêm 10 canh giờ. Ánh mắt của hắn như như độc xà bốn phía liếc nhìn, tại phía đông xuất hiện một đợt phi thường cường đại âm thú, nhậm thiên phàm cùng đỉnh núi rất nhiều người lực chú ý đều bị hấp dẫn về sau. Hắn lập tức truyền âm cho y thiền bọn người để bọn hắn tuyệt đối không nên rời đi đỉnh núi, sau đó hắn thả ra tiềm ẩn thuật, hướng phía nam lặng yên kín đáo đi tới. Người nào lén lén lút lút, nhưng mà, hắn vừa mới lặn ra màn hào quang, ngồi tại nơi hẻo lánh phong vương cấp thủ hộ giả đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt như hai thanh như đao tử khóa chặt hắn, kia tựa như núi cao khí tức cường đại chân áp mà xuống, chân đến độc linh thối lui ra khỏi tiềm ẩn trạng thái, bại lộ tại vô số ánh mắt phía dưới.